17 câu chuyện trí tuệ cổ nhân dạy Trong tiểu có đại người thành đại sự phải trong tiểu tiết Kính chào quý vị và các bạn đang nghe video trên kênh Ngâm Đời Quý vị thân mến, người xưa nói trong tiểu có đại, trong cái nhỏ có cái lớn Giọt nước nhỏ bé nhỏ giọt không ngừng thì có thể xuyên thấu đá Đốn lửa nhỏ đủ để thiêu cháy cả cánh đồng rộng lớn Chuyện nhỏ không nhẫn thì sẽ làm hỏng mưu lớn Một việc thiện nhỏ mỗi ngày có thể kết rộng thiện duyên việc đại thiện nào cũng đều từ những việc thiện nhỏ tích lũy thành. Không ai có thể một bước thành anh hùng. Người thành sự nghiệp lớn thì trước tiên phải bắt đầu từ việc nhỏ. Hãy cùng ngâm đời nghe ngay những câu chuyện trí tuệ dưới đây để có thêm cho mình kinh nghiệm sống ở đời. Quý vị nhé! Câu chuyện thứ nhất, việc lớn là do tích lũy những việc nhỏ mà ra. Thời Đông Hán có một thiếu niên là Trần Phiên, tự cho mình là phi phạm, trong lòng chỉ muốn làm việc lớn. Một hôm người bạn là Tiết Cần đến thăm, thấy trong nhà trần phiên lôi thôi bẩn thỉu bèn nói nhà nho sao lại không quét dọn nhà tiếp đãi khách trần phiên trả lời đại trượng phu xử thế nên quét thiên hạ sao phải quét nhà hoài báo của trần phiên muốn quét thiên hạ tất nhiên là tốt nhưng cái sai là anh đã không nhận thức được rằng quét thiên hạ chính là khởi đầu từ quét một nhà quét thiên hạ cũng bao hàm quét một nhà nếu một nhà không quét thì tất nhiên sẽ không thể thực hiện được lý tưởng quét thiên hạ nếu ngay cả việc nhỏ cũng không muốn làm thì sao có thể làm được sự nghiệp lớn nhà tư tưởng nổi tiếng thời chiến quốc là tuân tử đã nói trong tác phẩm khuyến học rằng không tích từng bước chân nhỏ thì không thể nào đi được nghìn dặm đường không tích từng dòng nước nhỏ thì không thể nào thành sông thành biển hành trình nghìn dặm khởi đầu từ bước chân đây là câu thành ngữ có nguồn gốc trong tác phẩm đạo đức kinh của lão tử lão tử đã dùng nhiều ví dụ minh họa để nói rõ đạo lý sự vật đều phát triển từ nhỏ đến lớn ông nói cây lớn nhiều người ôm bắt đầu sinh trường từ mầm nhỏ. Đại cao chín tầng bắt đầu từ đắp hòn đất nhỏ. Hành trình nghìn dặm khởi đầu từ bước chân. Sách vi học đời thanh có miêu tả một câu chuyện như sau. Ở địa giới tứ xuyên có hai hòa thượng, một người nghèo khổ, một người nhiều tiền. Hai hòa thượng đều chuẩn bị đi Nam Hải bái thánh lễ Phật. Hòa thượng giàu nói với hòa thượng nghèo rằng, mấy năm nay tôi đang dự tính thuê thuyền xuôi dòng sông đi xuống Nam Hải mà vẫn chưa thực hiện được. Ông dựa vào cái gì để đi đây? Một năm sau, Hòa Thượng Nghèo đã bái thánh lễ Phật từ Nam Hải trở về, còn Hòa Thượng Giàu thì vẫn đang chuẩn bị cho việc khởi hành. Hòa Thượng Nghèo kể cho Hòa Thượng Giàu những gì ông đã trải qua trên đường. Cuối cùng ông nói, một năm trời lặn lội vượt ngàn dặm đường trường, tôi chỉ dựa vào một bình nước và một cái bát xin cơm chay để hoàn thành được tâm nguyện. Hòa Thượng Giàu nghe xong vô cùng xấu hổ, không biết nói năng gì. Hòa Thượng Nghèo dốc trí dốc sức thực hiện nguyện vọng, còn Hòa Thượng Giàu chỉ dừng lại ở cửa miệng. Do đó kết quả hoàn toàn trái ngược. Trong tác phẩm Liệt Tử có câu chuyện cổ kể rằng, ở phía bắc sông Hoàng Hà, phía nam ký châu có hai quả núi cao là Thái Hành và Vương Ốc. Hai trái núi lớn này mỗi chiều lên đến 700 dặm, cao mấy vạn thước. Phía bắc hai trái núi có lão ông gọi là ngu công, tuổi đã gần 90 rồi. Nhà ông đối diện hai trái núi này. Do hai trái núi cao chặn lối đi về phía bắc nhà ông, muốn đi phải vòng qua núi rất xa khiến ngu công rất đau đầu trước tình hình này. Một hôm, ông triệu tập tất cả người nhà lại bàn bạc. Để có đường thuận tiện đến phía Nam Dự Châu và bờ Nam Sông Hán, ông quyết định bắt tay vào đảo núi, san phẳng hai trái núi. Ngày hôm sau, ngu công chọn ra trong những con cháu lấy ba người mạnh khỏe nhất cùng ông đi đục đá, đào đất, sau đó dùng kỳ hốt đất đá chuyển đến biển Bột Hải. Có một ông già khác có tiếng thông minh trong vùng là Hà Khúc chê cười ngu công, cho rằng sức người nhỏ bé, mà núi lại to lớn ngần này sao có thể đào núi và san phẳng chúng được ngu công nói tôi dẫu chết đi thì vẫn còn con trai con trai sinh cháu trai cháu trai lại sinh cháu trai khác cháu trai đời sau lại sinh cháu trai nữa con cháu đời đời không hết nhưng hai trái núi này thì không mọc cao thêm cũng không to lớn thêm thế thì tôi có gì phải lo là không san bằng được chúng ông già thông minh hà khúc nghe ngu công nói thế thì á khẩu không biết nói gì thêm ngu công tuổi cao đã gần 90 nhưng không vì sức lực nhỏ bé mà không làm. Ông cho rằng tích tiểu thành đại, đâu ngại mỗi ngày chỉ đảo được một chút đất đá, tháng ngày tích lũy, nhất định sẽ có ngày san bằng núi lớn. Tinh thần của ngu công đã cảm động đến thiên đế. Thiên đế mệnh cho con trai của đại lực thần Khoa Nga Thị di rời hai trái núi đi. Từ đó trở đi miền Nam Ký Châu và bờ Nam Sông Hán không còn hai trái núi lớn ngăn trở nữa. Trong sách Hạc Lâm Ngọc Lộ Đời Tống có ghi chép một câu chuyện như sau. Trương Quai Nhai khi làm huyện lệnh Sùng Dương đã phát hiện ra viên quan lại quản lý phủ khố thường rút một số tiền rất nhỏ để chi dùng cá nhân. Thế là ông đã phán xử bằng cách đánh gậy trừng phạt, nhưng viên quan lại đó không phục. Trương Quai Nhai liền viết thêm vào bản xét xử rằng, mỗi ngày một tiền, nghìn ngày nghìn tiền, dây cư gỗ đứt, nước chảy đá mòn. Viên quan lại tâm phục khẩu phục chịu hình phạt. Mỗi suy nghĩ, mỗi ý niệm trong cuộc đời con người đều rất quan trọng một việc nhỏ không đáng kể lại có thể thay đổi cả cuộc đời con người từng tí từng chút trong cuộc sống thường nhật đều sẽ tích tiểu thành đại một việc nhỏ có thể trở thành lỗi lầm lớn do đó cần phải phòng ngừa từ những điều nhỏ nhặt trong hàn phi tử có ghi chép câu chuyện cơ tử thấy việc nhỏ biết việc lớn như sau một lần trụ vương có được đôi đúa bằng ngà voi khiến ông vô cùng vui thích cơ tử trông thấy liền cảm thán nói rằng đúa ngà voi thì nhất định không thể dùng cùng đồ sành cần phải dùng với bát điêu khắc từ sừng tê giác và chén làm bằng bạch ngọc có chén ngọc bát sừng rồi thì nhất định không thể đựng cơm thô rau dại mà phải đựng sơn hào hải vị mới tương xứng ăn sơn hào hải vị thì không muốn mặc y phục thô nữa cũng không muốn ở nhà tranh nữa mà phải mặc áo gấm thêu đi xe hoa lệ ở nhà cao gác lớn cứ như thế này thì vật phẩm trong nước thương chúng ta không đáp ứng được nhu cầu của bệ hạ nên cần phải chinh phục các nước phương xa để lấy vật quý hiếm lạ kỳ khởi đầu từ đũa ngà voi thần đã nhìn thấy kết quả phát triển sau này rồi không thể nén nổi lòng lo lắng cuối cùng nỗi lo của cơ tử đã thành sự thực lòng tham dục của trụ vương quả nhiên càng ngày càng lớn ông ta xây đài trích tinh hái sao trời và lộc đài rượu đổ thành bể treo thịt thành rừng vơ vét vật quý hiếm tứ phương khiến nhân dân oán hận ngút trời cuối cùng chu võ vương hương binh phạt trụ trụ vương binh bại tự thiêu trong lửa lộc đài cháy rực Tổ kiến hồng sụt toàn đê vỡ là câu thành ngữ có nguồn gốc từ Hàn Phi Tử, nói rằng con đê nghìn trượng vỡ bởi tổ kiến, tổ mối, nhà cao trăm tầm, đơn vị đo lường xưa, một tầm bằng tám thước, cháy bởi khói lửa nhỏ. Câu nói này ví von, ngụ ý rằng việc nhỏ không cẩn thận sẽ gây thành tai họa lớn. Xưa ở bên bờ Hoàng Hà có một thôn trang. Để phòng ngừa lũ lụt, những nông dân ở đó đã xây dựng một con đê kiên cố. Một hôm một lão nông phát hiện ra một tổ kiến nhỏ bỗng lan rộng ra. Trong tâm ông thầm nghĩ, tổ kiến này không biết có ảnh hưởng đến sự an toàn của con đê hay không. Thế là ông trở về làng báo cho mọi người. Giữa đường ông gặp con trai. Sau khi nghe ông kể, anh con trai nói, đê dài kiên cố thế này còn sợ mấy con kiến còn con đó sao? Nói rồi anh con trai kéo ông cùng đi ra đồng. Đêm hôm đó mưa to gió lớn, nước ông Hoàng Hà dâng cao đột ngột. Dòng nước lũ gầm thét thâm nhập qua tổ kiến phun trào, cuối cùng đã phá vỡ con đê, nhấn chìm thôn làng và cánh đồng ven đê. Một việc nhỏ có thể thành tựu một người, cũng có thể hủy hoại con người, thậm chí hủy hoại cả quốc gia. Thế nên, người ôm chí lớn thì không quên tiểu tiết, bắt đầu từ việc nhỏ, việc quanh mình, từng bước thực hiện tốt, cuối cùng thành tựu bản thân. Câu chuyện thứ hai, ngọc không mài không quý, người không học không hay. Người xưa dạy, ngọc bất chắc bất thành khí, nhân bất học bất tri lý, nghĩa là hòn ngọc thô kia nếu chẳng được mài rũa thì cũng chẳng thành món đồ chân quý được. Con người ta không học qua thầy hay bạn tốt, qua nghịch cảnh của đường đời thì chẳng thể hiểu đạo lý làm người. Có chàng trai trẻ tự cho rằng mình là người đa tài, nhưng sau khi tốt nghiệp lại liên tiếp gặp trở ngại bế tắc, mãi vẫn chưa tìm được công việc như ý. Anh cảm thấy mình thân mang tuyệt kỹ mà không gặp thời, hoặc có gặp thời lại không gặp được người biết trân trọng tài năng, do đó dần già cảm thấy rất thất vọng với xã hội. Nhiều lần công việc thất bại, bế tắc khiến anh tổn thương và tuyệt vọng anh cảm thấy trên đời này không có bá nhạc để nhận biết anh là thiên lý mã đau khổ tuyệt vọng anh lanh thang cho khuây khỏa một hôm anh đến bên bờ biển dự định cũng sẽ kết thúc cuộc đời ở đây đúng lúc anh tự sát thì một ông lão ở gần đó chạy đến trông thấy và cứu anh ông lão hỏi anh tại sao phải tìm con đường chết anh nói anh không được mọi người và xã hội thừa nhận không có ai hiểu và trọng dụng anh ông lão nhặt từ dưới chân lên một hòn sỏi để chàng trai trẻ nhìn xem, sau đó ném trở lại bãi sỏi đá, rồi nói với anh, "Cậu nhặt giúp tôi viên sỏi tôi vừa ném đi đó." "Không thể được," anh trả lời. Cụ già chẳng nói năng gì, móc từ trong túi mình ra một viên ngọc lóng lánh, rồi ném xuống bãi cát sỏi, sau đó lại nói với anh, "Cậu có thể giúp tôi tìm lại và nhặt viên ngọc đó không?" "Đương nhiên rồi," anh nói. Thế thì có lẽ anh đã biết tại sao rồi nhỉ. Anh nên biết, hiện nay anh vẫn chưa là viên ngọc nên anh không kể yêu cầu người khác lập tức thừa nhận anh được. Nếu anh muốn người khác thừa nhận mình, anh phải nghĩ cách để khiến mình trở thành viên ngọc mới được. Anh nghe rồi, cúi mặt trao mày, chẳng biết nói năng chi, quay trở về nghĩ suy về nhân thế, đời người, về ý nghĩa sinh mệnh. Hòn ngọc thô vốn không khác gì viên sỏi, hòn đá, cũng bề ngoài thô giáp, tầm thường, nhưng sau khi mài rũa thì mới hiện ra vẻ đẹp sáng óng ánh. Con người ai cũng có tài năng, khả năng thiên bẩm, cũng như hòn ngọc thô xấu xí, để lẫn với đám sỏi đá thì chẳng ai nhìn thấy, chẳng thể nhận ra. Nếu chẳng trải qua sóng gió cuộc đời, vượt qua khó khăn chắc trở, đứng dậy sau những lần vấp ngã, thất bại, thì sao có thể rèn luyện ý chí, nuôi dưỡng tài năng, thành tựu nhân cách được. Người xưa có dạy, ngọc bất chắc bất thành khí, nhân bất học bất trì lý, nghĩa là, hòn ngọc thô kia nếu chẳng được mài rũa thì cũng chẳng thành món đồ chân quý được. Con người ta không học qua thầy hay bạn tốt, qua nghịch cảnh của đường đời thì chẳng thể hiểu đạo lý làm người. Người không hiểu đạo lý cuộc đời, dễ lầm tưởng về khả năng bản thân, hay coi mình là trung tâm của vũ trụ, muốn người người phải theo ý mình. Người không hiểu đạo lý nhân sinh, hễ gặp khó khăn trở ngại là thối chí, hễ gặp thất bại là coi cuộc đời bất công, hễ gặp nghịch cảnh, khó nạn là tuyệt vọng, muốn tự kết thúc cuộc đời. Cuộc đời con người rất chân quý chúng ta đến với thế gian này chỉ có mấy chục năm, nhiều thì cũng trăm năm. Nếu không hiểu đạo lý làm người, ý nghĩa nhân sinh, thì kiếp này cũng trôi đi vô ích, khác nào loài cỏ cây, xuân tốt tươi, đông héo tàn, khác nào loài côn trùng, hè về di dị hát ca, thu qua là đã lìa xa cõi đời. Nếu mọi việc đều thuận lợi, dễ dàng, thì ai biết ai là người trí tuệ, ai kẻ phàm phu, ai biết ai là anh hùng tuấn kiệt, ai kẻ tiểu nhân. Vậy nên, người xưa có dạy, gian nan luyện trí anh hùng khó nạn càng lớn thì khi thành tựu càng vĩ đại câu chuyện thứ ba vạn việc thành bởi cân bại bởi tùy nhân sinh thiên biến vạn hóa dựa vào sông sông có thể cạn dựa vào núi núi có thể mòn vậy nên vạn việc đều dựa vào chính mình muốn thành công duy chỉ có nỗ lực đi đôi với nhân phẩm mới là con đường nhanh và bền nhất kể cả nhân tài cũng cần rèn luyện để có được thành công Leonardo da Vinci là một họa sĩ có tài năng thiên bẩm từ bé nhưng bài học đầu tiên mà Leonardo được người thầy giao cho lại là vẽ một quả trứng gà. Ngày qua ngày, Leonardo vẫn phải vẽ đi vẽ lại những bức họa về quả trứng gà đó. Cho đến một ngày, ông đã cảm thấy quá chán nản và đến phàn nàn với người thầy của mình rằng, vẽ trứng là điều đơn giản nhất trên đời này, đến cả một đứa trẻ con cũng có thể làm được. Người thầy ôn tồn trả lời, "Vẽ trứng không hề đơn giản như ta nghĩ." trong một nghìn quả cũng không thể tìm ra hai quả giống hoàn toàn thậm chí với một quả trứng ở những góc độ khác nhau chúng cũng sẽ trông khác nhau cậu bé lúc này đã chợt nhận ra ý nghĩa sâu xa từ bài học của người thầy rằng phải trải qua sự khổ luyện đến thuần thục thì mới có khả năng thể hiện được một cách thật chân thực mọi sự vật mình vẽ cứ như vậy leonardo vẫn miệt mài vẽ trứng và tìm được cách tạo ra sự hoàn hảo từ ánh sáng góc độ đường nét đến cả biểu cảm cho các bức tranh nghệ thuật của mình và nổi bật trong đó là bức bữa tối cuối cùng. Người có tài vì chữ lười mà bại. Trong Tăng Quốc Phiên Gia Thư có viết, người thất bại không gì ngoài an giật. Trong lịch sử Á Đông, có thương trọng vĩnh tuổi trẻ là bậc kỳ tài trong những kỳ tài, xuất khẩu thành thơ, được người người ca tụng nhưng vì lười biếng mà thương trọng vĩnh chẳng có được công danh sự nghiệp gì. Chỉ dựa vào hai chữ thiên bẩm thì chẳng thể tiến xa, dù người tài xuất chúng vẫn cần nỗ lực vượt trội không thì chẳng đắc được gì, huống hồ là người bình thường. Thành công không phải một bước lên mây, mà là nhờ sự cống hiến và tiến bộ từng chút từng chút một. Không có thành quả nào không phải đổ mồ hôi, không vinh quang nào mà không cần phải cống hiến. Có cố gắng thì mới hiểu được áp lực, hiểu được áp lực thì mới tạo nên được những điều lớn lao. Kỳ thực có rất nhiều chuyện không phải làm không tốt, cũng không phải không có thời gian để làm, ai cũng có một ngày 24 giờ không hơn không kém. Nhìn một cách công bằng mà nói đó là bởi chưa chuyên tâm và không trân quý thời gian. Như Tăng Quốc Phiên, ông chỉ là một cậu bé với tư chất bình thường so với những anh tài tuấn kiệt lúc bấy giờ, thậm chí còn được cho là khờ khạo nhưng ông lại có thể làm nên đại nghiệp, trở thành một nhân vật vĩ đại hơn tất cả so với lớp người cùng thời. Tất cả đều là nhờ vào sự nỗ lực một cách không ngừng nghỉ ngày này qua ngày khác, năm này qua năm khác của ông. Con người khi sống cần phải cố gắng nỗ lực, nỗ lực không hẳn là để làm nên thành tựu to lớn nào đó, cũng không phải để người khác nhìn vào mà mục đích là làm hết khả năng của mình khiến bản thân cảm thấy hài lòng nhất từ đó cuộc sống có thêm ý nghĩa nỗ lực không hẳn là để thành công mà mục đích cuối cùng là để thành nhân không thành công chưa hẳn đã tiếc hận không nỗ lực cố gắng khi mình có thể mới là điều đáng tiếc nhất đường đời luôn có những trắc trở cần vượt qua không một ai sinh ra đã có tất cả nhưng nếu chúng ta có thể biến nỗ lực trở thành trạng thái thường hằng để tinh tấn vươn lên thì sinh mệnh có thể sẽ không ngừng có được hy vọng mới thay đổi mới lúc đó nhân sinh của chúng ta cũng sẽ tràn trề sức sống vậy câu chuyện thứ tư biển vĩ đại bởi biển thấp hơn mọi con sông người thông minh biết cúi đầu để trưởng thành trong cuộc sống có những người thông minh có học vị cao hơn người khác nhưng lại nhưng họ thường có chung một yếu điểm là thích thể hiện mình luôn cho rằng mình ở trên người khác tuy nhiên trên thực tế một người có năng lực giỏi lại có thái độ uyển chuyển mới có khả năng đột phá chướng ngại khiến mọi việc trở nên thuận lợi mới thật sự là người trí có một câu chuyện như thế này một vị tiến sĩ mới vừa du học trở về nước vào trong một biêu cục để giải quyết công việc trong đó có một nhân viên có thái độ vô cùng không tốt vị tiến sĩ này bị chọc giận đến tức điên liền trở về nói với người bạn cũng là trưởng phòng của biêu cục ông hãy thay tôi dạy cho anh ta một bài học cũng cảnh cáo anh ta về thái độ làm việc của mình người bạn chỉ cười gượng, gật gật đầu. Vài ngày sau, vị tiến sĩ lại đến biêu cục làm việc, không ngờ lại gặp người nhân viên phụ trách kia. Nhưng thái độ của anh ta không những không thay đổi mà ngược lại còn tìm mọi cách gây khó dễ, khiến vị tiến sĩ càng thêm tức giận. Vị tiến sĩ lại tiếp tục đến nói chuyện với người bạn trưởng phòng, trách móc một hồi, ông hãy đi nói cho nhân viên đó biết về thân phận của tôi, nói hắn nên khách khí một chút. Hai ngày sau, tiến sĩ đi tới biêu cục làm việc lại gặp nhân viên kia, nhưng lần này anh ta không những không làm khó dễ ngược lại còn tỏ vẻ tươi cười thái độ thân thiết vị tiến sĩ rất đắc ý trở về gọi điện thoại cho người bạn hỏi lần này ông đã thay tôi giáo huấn cho tên nhân viên đó một bài học rồi hả vị bằng hữu trả lời không tôi không thay ông giáo huấn mà chỉ nói cho anh ta biết rằng ông không ngừng tán thưởng cách làm việc cẩn thận của anh ta vị tiến sĩ kinh ngạc không nói được lời nào bằng hữu tiếp lời nhiều khi cúi mình còn hữu dụng hơn nhiều so với đầu ngẩng cao cổ nhân có câu cứng quá thì dễ gãy trí thiện như nước làm người không thể không có cốt cách khí tiết nhưng cũng tuyệt đối không được mãi ngẩng cao đầu người quân tử đối nhân xử thế giống như nước chảy tốt cho vạn vật mà lại rất mềm mại chẳng phân tranh mãi với người vì họ hiểu rõ người biết ở chỗ thấp thì mới có thể lên cao người biết co thì mới có thể duỗi người biết nhu thì mới có thể cương người biết lùi thì mới có thể tiến. Rất nhiều người thường có một loại hiểu sai, cảm thấy rằng khi mình ở thế thượng phong thì có thể cưỡng chế người khác, thể hiện rằng bản thân rất giỏi. Nhưng phương thức lại thường ngược lại hoàn toàn, còn khiến cho những người ở sau lưng xì mũi coi thường mà chính mình lại hồn nhiên không biết. Rất nhiều người cả đời ngẩng đầu nỗ lực, cuối cùng nhìn lại mới nhận ra thứ mà mình giành được rốt cuộc cũng chỉ là phù du, mây khói, là vật ngoài thân mà thôi. Những người có sự nghiệp thuận lợi nhất tiến bộ nhanh nhất thông thường đều là những người hiểu được rằng làm người phải biết cúi đầu. Người trí tuệ thường có câu biển vĩ đại bởi biển thấp hơn mọi con sông, cũng vì vĩ đại, tấm lòng rộng lớn, bao dung nên biển mới có thể thâu nhập được trăm sông. Con người cũng vậy, khi hạ thấp cái tôi cá nhân, người đó sẽ tiếp nhận được những tinh hoa từ người khác để hoàn thiện mình. Trong cuộc sống, một người có năng lực giỏi lại có thái độ uyển chuyển, mới có khả năng đột phá chướng ngại, khiến mọi việc trở nên thuận lợi mới thật sự là người trí câu chuyện thứ năm có một nguyên lý muốn được thì phải mất muốn lên thiên đường phải chịu khổ ải muôn phần có cặp anh em song sinh nọ cùng bước vào phòng thi đại học kết quả người anh nhận được giấy thông báo nhập học người em thiếu nửa điểm trượt hai anh em tướng mạo giống hệt nhau nhưng tính cách lại khác nhau người anh trung thực thành khẩn đôn hậu còn người em thì hoạt bát lanh lợi người anh ăn nói vụng về còn người em thì thao thao bất tuyệt người anh cầm giấy báo nhập học trước mặt người cha nghèo khổ bệnh tật anh im lặng không nói gì còn người em thì tự ra mình trong phòng không ăn không uống thở ngắn than dài ông trời không có mắt chẳng nhận biết được nhân tài người cha mặt mày ủ rũ thức trắng hai đêm suy nghĩ cuối cùng mắt chấp chấp nói với người anh nhường cho em đi học đi nó thiên tính đã là người theo nghiệp học người anh đưa giấy báo nhập học tận tay người em rồi nói đây không phải tấm vé đến thiên đường đừng đặt quá nhiều hy vọng vào nó người em không hiểu hỏi anh nói thế nghĩa là gì ạ người anh trả lời một tờ giấy thấm chuyên hút mồ hôi người em lắc đầu cười người anh toàn nói lời ngốc nghếch ngày nhập học người em đeo ba lô vào trường đại học ở thành phố lớn người anh để người cha yếu ớt nhiều bệnh nghỉ việc ở nhà máy xi măng về nhà dưỡng bệnh người anh thay vị trí công việc người cha đứng máy nghiền đá tay cầm chiếc xà beng nặng trên máy nghiền đá có loang lổ vết máu trên chiếc máy này đã có nhiều công nhân bị cán đứt ngón tay. Người anh ngay từ ngày đầu tiên làm ở cương vị này đã có một mơ ước tốt đẹp. Người anh bỏ ra thời gian suốt 3 tháng cải tạo thân máy, vừa nâng cao chất lượng đá nghiền, lại nâng cao hệ số an toàn. Giám đốc nhà máy hài lòng lắm, điều anh sang phân xưởng lò nung. Phân xưởng lò nung bụi bay mù mịt, nhiều người đã bị bệnh phổi CLIC. Người anh cùng với mấy người kỹ thuật cốt cán dốc hết tâm trí và sức lực khổ tâm nghiên cứu, kết tiến thiết bị, đã cải thiện môi trường phân xưởng. Giám đốc nhà máy rất hài lòng, lại điều người anh phòng nghiên cứu thí nghiệm. Ở phòng thí nghiệm, anh đã đọc rất nhiều sách chuyên ngành, nhiều lần đến các nhà máy có danh tiếng học hỏi kinh nghiệm, rồi làm thí nghiệm nhiều lần, khiến chất lượng xi măng đã được nâng cao rất nhiều, và nhà máy sản xuất được sản phẩm mới, xi măng bán rất chay, đến cả các thị trường tỉnh xa. Sau đó, người anh đã trở thành người nổi tiếng trong giới công nghiệp vật liệu xây dựng của tỉnh còn người em người em vào đại học năm thứ nhất vẫn là học hành cũng viết mấy bức thư hỏi thăm tình hình bệnh tật của người cha sang năm thứ hai quen một cô gái nhà giàu có liền chìm đắm vào dòng sông tỉnh ái cô gái đó là cái ví tiền cho anh dùng mãi không hết trong suốt hai năm người em không không xin nhà một xu nào trái lại khắp người thay đổi diện toàn hàng hiệu vào năm thứ tư đại học cô gái đó bye bye người em. Người em chìm đắm trong đau khổ, đắm mình trong tiệm rượu, lên mạng, chẳng có lòng dạ nào học hành nữa. Thi cử toàn dựa vào quay cóp, cuối cùng cũng có được tấm bằng tốt nghiệp. Người em như một con ruồi, bay đi một vòng lại quay trở về nhà chờ xin việc. Nhưng người em vẫn còn chút xấu hổ, không muốn về gặp cha mẹ trong tình trạng thảm hại thế này. Qua công ty môi giới việc làm, người em nộp đơn dự tuyển vào một công ty chế phẩm vật liệu xây dựng danh tiếng khó khăn lắm người em mới vượt qua được ba cửa ải cuối cùng và được vòng phỏng vấn của văn phòng tổng giám đốc đến lượt người em phỏng vấn tổng giám đốc vẫn chưa lộ diện cuối cùng thư ký xuất hiện thông báo người em được tuyển dụng nhưng bắt buộc ban đầu phải làm công nhân ở phân xưởng lò nung người em cảm thấy ấm ức yêu cầu gặp tổng giám đốc thư ký chuyển cho người em một mảnh giấy người em mở ra xem trên có viết tám chữ lớn muốn lên thiên đường phải xuống địa ngục người em ngẩng đầu lên bỗng thấy anh trai bước vào ngồi nghiêm trang trên chiếc ghế tổng giám đốc người em bỗng nóng bừng mặt thành công không quyết định bởi tấm bằng đại học mà quyết định bởi chí hướng cao xa dám dấn thân vào khổ nạn học vấn kiến thức không quyết định bởi trường đại học danh tiếng mà mới lòng đam mê khao khát tìm tỏi kiến thức trong sách vở và thực tiễn vị trí cao không quyết định bởi học vị cao mà quyết định bởi thành tựu cống hiến cho người khác cho quần thể cho xã hội nhiều hay ít thành công không đến được từ an nhàn phải dùng mồ hôi tâm huyết đánh đổi lại cho nên muốn lên thiên đàng thì trước tiên phải xuống địa ngục muốn được trước tiên phải mất muốn nhận trước hết phải cho muốn leo cao thì trước hết phải xuống thấp đó chính là quan hệ nhân quả chẳng có chiếc bánh nào từ trên trời rơi xuống chẳng thể không làm mà hưởng chẳng thể ngồi mát ăn bát vàng câu chuyện thứ sáu trời sinh ta ra ắt có chỗ dùng Mỗi người chúng ta đều có chỗ yếu kém của mình, nhưng ông trời lại luôn ở chỗ yếu kém lớn nhất đó cho chúng ta một loại sức mạnh không ngờ đến được. Cậu bé cụt tay trái đạt giải quán quân judo ở Nhật Bản, có một cậu bé mười mấy tuổi, trong một lần tai nạn xe hơi không may mất đi cánh tay trái, cậu quyết định tìm đến một người thầy học judo. Cậu luyện tập rất chăm chỉ, nhưng mà điều khiến cậu khó hiểu là 6 tháng đã qua đi rồi, người thầy lại chỉ dạy đi dạy lại cho cậu cùng một động tác cậu không nhịn nổi nữa bèn hỏi thầy mình thầy có thể dạy thêm cho em một vài động tác khác được không ạ thầy giáo trả lời cậu rằng con chỉ cần học tốt động tác này là được rồi tuy cậu bé không hiểu được dụng ý của thầy nhưng cậu tin tưởng lời của thầy tiếp tục cố gắng tập luyện mấy tháng sau người thầy quyết định dẫn cậu tham gia thi đấu trong suốt cuộc thi cậu vận dụng động tác người thầy truyền dạy cho mình một cách hết sức thành thục hạ gục các đối thủ lọt vào vòng trong mãi cho đến trận chung kết tuy đối thủ dũng mãnh khiến cậu gần như chống đỡ không nổi, nhưng cậu sau khi trải qua một phen khổ chiến đã chuyển bại thành thắng, giành được giải quán quân. Trên đường về nhà, cậu hỏi thầy của mình, cớ sao chỉ dùng một động tác mà thầy dạy cho con lại có thể giành được chiến thắng trong cuộc thi này được? Người thầy trả lời rằng, có hai nguyên nhân. Một, chiêu thức mà thầy dạy cho con đó là một động tác khó nhất trong judo, con đã rất tinh thông rồi. Hai, đối phương nếu muốn phá giải được động tác này chỉ có một động tác duy nhất, ấy là nhất định phải nắm được tay trái của con. Cô gái mù thoát khỏi thảm họa núi lửa. Cuốn tiểu thuyết thảm họa Pompey miêu tả thành cổ Pompey của ý bị động đất nhấn chìm vào ngày 24 tháng 8 năm 79 sau công nguyên. Trong sách có câu chuyện kể về một cô gái mù bán hoa. Cô tuy bị mù cả hai mắt nhưng không vì vậy mà đâm ra chán nản tuyệt vọng, cũng không gục đầu ủ rột nhốt mình ở nhà. Cô học cách sống, làm việc, tự mưu sinh bằng sức lao động của bản thân như những người bình thường khác không lâu sau núi lửa vesuvius phun trào dữ dội thành pompei đứng trước ngày tận thế tòa thành này bị bao phủ trong khói đặc và đống đổ nát trời đất tối đen như mực người dân hoảng hốt lo sợ chạy tới chạy lui mong tìm đường thoát thân mà không sao tìm thấy được đường ra cô gái mù này vốn dĩ nhìn không thấy bất hạnh của cô lại giờ đây lại trở thành may mắn của cô cô đã dựa vào xúc giác và thính giác của mình không những đã tìm được đường sống mà còn cứu thoát được người thân của mình cô bé có giọng nói khàn kỳ quặc trở thành diễn viên lồng tiếng nổi danh ở nhật bản có một bé gái vô cùng tự ti bởi giọng nói của cô khàn khàn rất khó nghe rất kỳ quặc đến nỗi không có người nào chịu làm bạn với cô còn thường xuyên chế nhạo cô nữa cô từng vì vậy rất lấy làm buồn bã cảm thấy bản thân là kẻ thất bại ông trời với cô thật quá bất công về sau cô đã trở thành diễn viên sân khấu kịch mới dần dần kiếm được chút tự tôn vừa trùng hợp khi đó Nhật Bản có một tác giả sáng tác truyện tranh tên Fujiko F. Fujio truyện tranh Doraemon của ông rất được yêu thích và đang chuẩn bị dựng thành phim hoạt hình. Tình cờ thay, ông đã nghe thấy giọng nói của cô gái này, bèn tìm đến cô thử giọng, cô rất lấy làm bất ngờ. Thật không ngờ trên đời này lại có người để ý đến giọng nói quái gở mà trước nay cô luôn lấy làm hổ thẹn này. Cô gái này là ai? Cô ấy chính là người lồng tiếng cho chú mèo máy thông minh Doraemon phiên bản tiếng Nhật chất giọng quái gở khiến cô tự ti không cất đầu lên được giọng nói kỳ quặc không giống ai đã mang đến cho cô biết bao bất hạnh thời trẻ kia nay đã thuận theo bộ phim hoạt hình này truyền rộng đến các nơi trên khắp thế giới đã trở thành chất giọng mới lạ được rất nhiều trẻ nhỏ thi nhau bắt trước chất giọng nói mà ngày trước cô luôn mặc cảm này nay đã trở thành vinh diệu của cô hôm nay nói tóm lại giờ đây cô không còn cảm thấy bản thân mình là thứ đồ thất bại nữa lời bình Roberto Bernini nam đạo diễn và là diễn viên của bộ phim cuộc sống tươi đẹp lúc lên sân khấu nhận giải oscar cho nam diễn viên xuất sắc nhất đã gửi lời cảm ơn chân thành đến bố mẹ của mình tôi thật lòng cảm ơn bố mẹ tôi đã cho tôi món quà tốt đẹp nhất chính là sự nghèo khổ vận mệnh đối với rất nhiều người mà nói có lẽ nhìn vào thì giống như một lời nguyền rủa nhưng nó trước nay không phải là một lời nguyền rủa mà là một lời chúc phúc sở dĩ chúng ta nhìn vào giống như một lời nguyền rủa đó là bởi tầm nhìn của chúng ta hệt như ngắm nhìn ra thế giới từ trong cái lỗ của chiếc chìa khóa. Nếu chúng ta có thể nhìn từ một góc độ xa hơn và cao hơn, sẽ thấy không có bất cứ cảnh ngộ nào là không tốt, tất cả đều là hảo sự. Chỗ khiếm khuyết lớn nhất của các nhân vật nói trên không ngờ lại trở thành nhân tố quyết định giúp họ thành công. Mỗi người chúng ta đều có chỗ yếu kém của mình, nhưng ông trời lại luôn ở chỗ yếu kém lớn nhất đó cho chúng ta một loại sức mạnh không ngờ đến được. Chỉ cần biết cách lợi dụng hết thảy những điều mà ông trời ban cho chúng ta, chúng ta ắt sẽ ở chỗ yếu kém nhất của bản thân mà nhìn thấy được một loại chúc phúc khác mà ông trời ban cho. Câu chuyện thứ bảy, nụ cười khiêm nhường xóa nhòa mọi khoảng cách. Có những lúc, một cái cúi đầu khiêm nhường không phải là hạ thấp mà là đề cao. Một nụ cười bao dung không chỉ là độ lượng mà còn có sức mạnh thay đổi một con người. Năm 1998, một chàng trai trẻ 28 tuổi cùng với vài người bạn hợp tác mở công ty công nghệ thông tin. Trong một lần tình cờ, anh nhận được lời mời đến tham gia hội giao lưu giữa các nhà doanh nghiệp trong lĩnh vực này. Vừa bước vào hội trường, chàng trai trẻ bất giác nhận thấy chiếc áo trên người anh trông rất quê mùa, trong khi những người khác đều diện đồ tây và đi giày da bóng láng. Bởi tự ti ái ngại, anh càng trở nên rẻ rặt hơn. Hơn nữa anh vừa mới gây dựng sự nghiệp, chưa kiếm được tiền cũng chưa có tên tuổi trên người anh lúc ấy chỉ khoác một chiếc áo đen cũ kỹ, trông không được đẹp mắt trong một hội trường sang trọng đến như vậy. Chàng trai trẻ thu mình ngồi trong góc nhỏ của hội trường để tránh thu hút sự chú ý từ đám đông. Sau buổi giao lưu, mọi người đều nán lại để trao đổi danh thiếp cho nhau, chỉ riêng anh là âm thầm chuẩn bị ra về. Bất chợt có tiếng nói vang lên, này, sao cậu lại vội đi như thế, tôi vẫn chưa làm quen được với những doanh nhân trẻ như các cậu thì thật sự là đáng tiếc đó nói rồi người lạ mặt kia chủ động đưa cho anh tấm danh thiếp chàng trai trẻ quay đầu nhìn lại chỉ thấy một người đàn ông lớn tuổi vừa nói vừa tươi cười nhìn mình thì ra ông chính là nhà doanh nghiệp vừa phát biểu trên khán đài anh đáp lại với giọng hồi hộp chào ông ông gọi tôi có chuyện gì không không có gì đặc biệt chủ yếu là muốn được trò chuyện với các nhà doanh nghiệp trẻ những người trẻ tuổi như cậu thường có nhiều sáng kiến cho chúng tôi học hỏi nhà doanh nghiệp lớn tuổi cười nói cởi mở chàng trai trẻ đành phải nói ra sự thật thật ra tôi không phải là nhà doanh nghiệp và cũng không am hiểu nhiều về internet tôi chỉ mới mở một công ty nhỏ hôm nay đến đây là mong được học hỏi đôi chút kinh nghiệm mà thôi ồ ra là như vậy nhà doanh nghiệp vẫn tỏ ra thân thiện không hiểu cũng không sao có chỗ không hiểu cũng là điều bình thường mà từ từ mà học rồi cũng sẽ thông đây là danh thiếp của tôi cậu hãy giữ lấy chàng trai trẻ kinh ngạc nhìn nhà doanh nghiệp không khỏi xúc động trước sự khiêm nhường của ông sau khi trở về, anh đặt tấm danh thiếp trên bàn làm việc, tự nhủ cần phải luôn ghi nhớ câu chuyện hôm nay để nhắc nhở bản thân rằng, bài học đầu tiên là khiêm tốn và tôn trọng mọi người. Hơn 10 năm qua đi, chàng trai trẻ này đã trở thành một nhân vật tên tuổi của mạng lưới internet châu Á, ông chính là nhà đầu tư nổi tiếng, chủ tịch công ty quy hô 360 Chu Hồng Y. Trong các bài phát biểu, ông Chu Hồng Y vẫn thường kể lại câu chuyện từng khiến ông xấu hổ nhưng lại nhận được sự khích lệ quý giá đó. Ông nói, một tấm danh thiếp nặng bao nhiêu, cầm nó trên tay thì thấy rất nhẹ nhàng, nhưng bậc tiền bối lớn tuổi ấy vẫn mỉm cười khiêm nhường gọi ông là nhà doanh nghiệp và trao cho ông tấm danh thiếp của mình. Chính điều đó đã giúp ông có được niềm tin và dũng khí vươn lên, bước đi cho đến hôm nay, ông đã cảm nhận được sức nặng mà tấm danh thiếp này mang lại. Ngày nay, có nhiều danh nhân tên tuổi trên vũ đài công nghệ, hay các nghệ sĩ tiếng tăm trong giới điện ảnh và truyền hình đã trở thành kết tên được nhiều người mến mộ nhưng ít ai biết rằng con đường đến thành công của họ có thể bắt đầu từ những câu chuyện thật giản dị về tình người tình đời và người truyền cảm hứng trong những câu chuyện ấy có lẽ mãi mãi sẽ chỉ là những cái tên vô danh không ai còn nhớ tới như khổng tử từng nói quân tử học đạo tắc ái nhân bậc quân tử thấu hiểu đạo lý cần làm được điều giản dị nhưng căn bản này đó là yêu thương muôn người điều tuyệt vời nhất mà họ để lại cho cuộc đời này chính là dùng phẩm hạnh tốt đẹp của mình để cảm hóa lòng người dùng thái độ bao dung khiêm nhường để thay đổi cuộc đời. Câu chuyện thứ 8, cuộc sống không phải chiến trường đâu, đâu cần ganh đua cao thấp. Người xưa có câu, nhường đường đi cho người thì con đường của mình mới rộng rãi. Sống trên đời quả thực chỉ mấy chục năm ngắn ngủi, đâu cần mãi ganh đua cao thấp làm gì. Vào triều đại nhà Thanh những năm vua Khang Hy tại vị, có một vị đại học sĩ một chức quan cao cấp thời bấy giờ tên là Trương Anh rất công minh và hiểu biết. Một ngày nọ, trương anh nhận được lá thư ở quê nhà gửi đến trong thư kể rằng gia đình hiện đang vì ba thước đất làm tường mà phát sinh tranh chấp với gia đình hàng xóm sự việc kéo dài trong thời gian lâu mà vẫn chưa giải quyết được nên muốn ông sử dụng chức quyền của mình để giải quyết mối tranh chấp này nếu thắng được vụ này thì vừa đọc đến đó trương anh đã phá lên cười thản nhiên rồi dùng bút viết một phong thư gửi về quê nhà trong bức thư ông ghi hai câu thơ thiên lý tu thư trích vi tường nhượng tha tam xích hiệu hà phương. Vạn lý trường thành kim do tại, bất kiến đương niên tần thủy hoàng. Tạm dịch nghĩa, từ ngàn dặm gửi thư về chỉ vì một bức tường, nhường họ ba thước có sao đâu. Vạn lý trường thành còn ở đó mà tần thủy hoàng nay đâu còn. Người nhà sau khi tiếp nhận lá thư, hiểu được ý mà ông muốn nhắn nhủ nên đã chủ động nhường cho hàng xóm ba thước đất. Không ngờ, người hàng xóm thấy vậy cũng chủ động nhường ra ba thước đất cuối cùng hai bên gia đình đều xây tường lùi vào ba thước và ngõ hẻm đó rộng thành sáu thước câu chuyện biến chiến tranh thành tơ lụa này được lưu truyền cho đến ngày nay cuộc sống không phải chiến trường đâu cần ganh đua cao thấp khi tấm lòng rộng mở một chút thì phúc phận cũng sẽ nhiều giữa người với người nếu như có thể hiểu nhau nhiều hơn một chút thì hiểu lầm sẽ không còn giữa tâm với tâm nếu như có thể bao dung nhiều hơn một chút thì phân tranh sẽ ít đi đừng chỉ dùng ánh mắt của mình để đi nhìn nhận người khác bình luận người khác hay phán đoán một sự việc đúng sai đừng quá truy cầu người khác phải có cùng quan điểm giống mình và cũng đừng bắt buộc người khác phải hoàn toàn hiểu mình mỗi người đều có riêng một tính cách và một quan điểm của bản thân mình bởi vì có người luôn đề cao bản thân xem trọng bản thân nên mới suy tính thiệt hơn mới lo cái được cái mất và cần người khác lý giải mình kỳ thực xem nhẹ mình một chút đề cao người khác một chút thì tâm mới vui vẻ Khoái hoạt. Người mà có tư tâm càng nhiều thì khoái hoạt còn được bao nhiêu. Người nhường nhịn không phải là người thua cuộc, cũng không phải là người nhu nhược hèn yếu mà là người hiểu được tôn trọng, biết tiến biết lui, lui một bước biển rộng trời cao. Đó là một loại nhân cách, một loại trí tuệ cao và là một loại hàm dưỡng. Người biết nhượng bộ là người đáng quý. Họ biết buông bỏ ý kiến, quan điểm, lợi ích cá nhân của mình đúng lúc mà mở đường cho người khác buông bỏ được không phải thua mà là thắng được lòng người. Khi bạn sống nhiều một chút bình thản, nhiều một chút ấm áp thì cuộc sống mới có nhiều ánh nắng mặt trời chiếu rọi. Câu chuyện thứ 9, người ta giúp bạn không phải họ nợ bạn điều gì, mà là họ tin tưởng vào con người của bạn. Ông Bình là một giáo sư nổi tiếng trong trường Đại học Mỹ Thuật. Hàng ngày sau giờ lên lớp, ông có thói quen siêu tầm các loại đồ gốm, tượng điêu khắc gỗ, sách cổ, đồ đồng, trang sức bằng ngọc. Thực ra những món đồ đó không đáng giá bao nhiêu tiền. Nguyên nhân chủ yếu ông muốn siêu tầm vì khi được chăm chút cho chúng ông cảm thấy được niềm vui và đam mê. Mỗi một món đồ dường như mang cả một câu chuyện bên trong. Hôm đó, khi từ một cuộc hội thảo về nghiên cứu mỹ thuật ở miền Nam trở về, đang định dạo bước vào nhà, ông Bình thấy dưới gốc cây bảng trước nhà có hai cha con người ăn xin. Đó là một người đàn ông tầm hơn 30 tuổi ngồi cùng một cậu con trai khoảng 8 tuổi có một điều đặc biệt làm ông chú ý và cảm thấy có sự khác biệt là trên tay anh ta đang cầm một cuốn sách và dạy cậu con trai của mình tập đọc. Tay cậu bé còn khoác vào cánh tay của người cha một cách đầy tin cậy. Bỗng nhiên anh ta thì thầm điều gì với thằng bé làm nó cười to. Nhìn thấy những khoảnh khắc hồn nhiên của hai cha con họ, bỗng nhiên ông Bình thấy sống mũi cay, cay cay, mắt hơi ngân ngấn lệ. Hình ảnh cha con họ làm ông nhớ lại ra cảnh mấy chục năm trước trong một ngôi làng nhỏ ven núi của mình cha ông đã nắm tay dậy ông nắn nót viết những chữ kế đầu tiên của cuộc đời không kìm nổi lòng mình vị giáo sư tiến đến trước mặt người ăn mày và quỳ xuống xoa xoa đầu thằng bé và hỏi người ăn mày cậu tên gì cha con anh là người ở đâu người ăn mày đáp dạ cháu tên nam ở nghệ an ạ ông bình tiếp lời đó là một miền quê nghèo khó vất vả người ăn mày nhìn ông và nói cũng chính bởi nghèo nên mẹ nó mới bỏ nhà theo trai rồi ông ạ năm ngoái con bị bệnh nặng ốm cả tháng nên không tiếp tục làm ruộng nữa chỉ còn cách mang thằng bé đi lang bạt xin ăn qua ngày nghe câu chuyện của cha con họ ông bình xúc động thương cảm sâu sắc chỉ là một người ăn xin lưu lạc sống bữa nay lo bữa may cuộc sống không có gì bảo đảm nam vẫn dạy con trai tập đọc vẫn muốn con có cơ hội học tập thành tài nhìn sự hồn nhiên của cậu bé và nhìn cha con họ ông cảm nhận sự hy vọng vào một tương lai tốt đẹp hơn đang ẩn chứa trong sự vất vả khó khăn của họ cảm động trước hoàn cảnh của người ăn xin ông móc ra tờ 100.000 tặng cho thằng bé. Khi chuẩn bị rời đi, ông Bình chú ý tới cái bát đựng tiền lẻ của cha con Nam. Đó là một cái bát bằng gốm, chất đất thô sơ được làm thủ công đã cũ kỹ lạc hậu. Ông nhìn chăm chăm vào cái bát hồi lâu mà không rời đi. Nam cũng bị hành động của ông Bình làm tò mò. Chỉ là một cái bát gốm bình thường cho cũng không ai thèm lấy. Sao có thể làm cho một người thành phố cảm thấy ngẩn ngơ đến vậy? Ông Bình cầm cái bát lên xem xét một cách kỹ càng sau đó nói với người ăn xin cậu bán cho tôi cái bát này được không vừa nghe thấy nam lắc lắc đầu nói không không được đâu ạ à? ông bình liếc người ăn mày lần nữa rồi nói ồ xem ra anh cũng biết giá trị của cái bát này nhỉ thế anh ra giá đi định bán bao nhiêu người ăn mày ngẩn người đỏ mặt vội vàng nói dạ ý con không phải vậy đâu ạ à. đây chỉ là một cái bát gốm bình thường có cho không cũng không ai muốn lấy sao con có thể bán cho ông chứ ạ à? nếu thật sự ông muốn có nó thì con tặng ông ạ à. Ánh mắt ông Bình sáng lên, ông nói, Nam này, tôi thấy đây đúng là một món đồ cổ có giá trị thật mà. Thế này nhé tôi đưa cho cậu ba mươi triệu, cậu bán cái bát này cho tôi. Cậu hãy mang số tiền này đi tìm một việc mà làm, rồi còn có tiền để cho con cậu đi học lên nữa. Ý cậu thế nào? Một buổi chiều mùa thu của ba năm sau đó, trong phòng khách nhà ông Bình xuất hiện một người đàn ông mặc vét đi giày da sang trọng. Khi đó ông Bình đang cặm cụi viết giấy chuyển khoản quyên góp xây dựng trường học ở một khu vực miền núi và đang chuẩn bị gửi đi. Vừa nhìn ông Bình nhận ra là nam người ăn xin 3 năm về trước. Có một sự khác biệt so với 3 năm về trước đó là thay bằng bộ quần áo rách nát năm xưa là bộ com lê bóng loáng và trên tay cậu là một hộp quà đắt tiền. Nam ngồi trong phòng khách nhà ông Bình với dáng vẻ đầy tự tin. Cậu nhìn ông hồi lâu rồi nói: "Hôm nay con muốn đến cảm ơn ông, nhờ có 30 triệu của ông mà con mới có ngày hôm nay." ông bình nhìn cậu hồi lâu và hỏi thế à mấy năm nay cậu đi đâu làm gì nam ngại ngùng gãi gãi đầu nói nhỏ ba năm trước con đã dùng tiền ông đưa cùng hùn vốn làm ăn với bạn mua lại một lò gốm để đốt lò gốm có một số thứ đồ gốm mang đi bán làm người ta tưởng nhầm là đồ cổ chúng con cũng cố gắng làm chúng thành đồ giả cổ và bán mấy năm nay nhờ làm ăn bằng cách đó chúng con cũng kiếm được chút tiền ông ạ à. ông bình cau mải lắc đầu tiếp tục hỏi vậy con trai cậu thằng bé học lớp mấy rồi người ăn mày trả lời dạ con cho nó nghỉ học ở nhà phụ giúp con làm ăn rồi ạ ông bình sững sờ có nằm mơ ông cũng không ngờ rằng món tiền ông muốn mang đầu tư cho thằng bé được có cơ hội học hành rốt cuộc lại mang đến kết cục như thế này ông lặng lặng đi vào phòng ngủ lấy cái bát năm xưa ông đã mua của người ăn mày ra phòng khách và nói với nam cậu còn nhớ cái bát này không cái bát này tôi đã bảo cậu để lại cho tôi kỳ thực nó chỉ là một cái bát gốm thông thường không đáng giá một xu Nam hơi cau mày hỏi, nếu năm xưa ông đã biết nó không có giá trị tại sao ông còn chịu mất oan 30 triệu để mua nó chứ? Ông Bình thở dài và nói, thứ mà năm xưa ta mua không phải là cái bát gốm không đáng giá một xu này, mà đó chính là thái độ sống. Là thái độ sống của cậu với sự nghiệp học của con khi đó hiểu không? Người ăn mày có đôi chút khó hiểu lắc đầu. Ông Bình nhắm mắt lại vẫy vẫy tay ra hiệu và nói với Nam, thôi ta mệt rồi, cậu về đi. Ta bảo cậu về sao còn cứ ngồi đó làm gì? Nam trả lời, Dạ con có ngồi đâu à? Con đang đứng mà. Ông Bình hơi khó chịu nói. Sao ta cứ cảm thấy cậu đang ngồi đó chưa đứng lên nhỉ? Khi người ăn mày ra đến cổng, anh nghe trong nhà có tiếng bát vỡ. Câu chuyện thứ 10. Cách người trí tuệ xử sự trong mâu thuẫn Trong mâu thuẫn, một người nếu luôn đặt lợi ích của mình lên đầu, không biết xử sự, không biết nghĩ cho người khác trước thì sớm muộn cũng sẽ gặp hỏa. Trái lại, một người có thể vì lợi ích của người khác mà suy xét, mà nhường nhịn thì thứ mà người ấy nhận được sẽ nhiều hơn những gì mà họ tưởng tượng chuyện kể rằng ở một địa phương nọ có hai gia đình là hàng xóm của nhau một người là chủ một nông trường anh ta nuôi rất nhiều cừu và dê hàng xóm của anh ta là một người thợ săn nên trong nhà có nuôi một vài con chó săn hung dữ có lần một con chó săn nhảy qua hàng rào phân cách giữa hai gia đình để tấn công những con cừu con sau đó lũ chó thường xuyên sang quấy phá như vậy người chủ của nông trường đã nhiều lần sang nhà hàng xóm nhờ họ nhốt những con chó săn ấy lại nhưng người thợ săn lại không bằng lòng với cách làm ấy anh ta ngoài miệng thì đồng ý nhưng trong lòng lại nghĩ mình thả chó ở sân nhà mình đâu có can hệ gì đến anh ta chứ một vài ngày sau những con chó săn lại nhảy qua hàng rào và cắn bị thương những con cừu nhỏ của nhà chủ nông trường người chủ nông trường tức giận không nhịn nổi nữa bèn tìm đến quan tỏa để nhờ phân xử vị quan tòa sau khi nghe xong những lời tố cáo liền nói tôi có thể xử phạt được người thợ săn kia đồng thời còn có thể ra thông báo yêu cầu người thợ săn phải nhốt mấy con chó ấy lại trầm ngâm một lát ông nói tiếp nhưng nếu làm như thế anh sẽ bị mất đi một người bạn và có nhiều hơn một kẻ thù anh muốn làm hàng xóm với kẻ thù hay muốn làm hàng xóm với một người bạn người chủ nông trường đáp đương nhiên là tôi muốn làm hàng xóm với một người bạn rồi vị quan tòa lại nói vậy thì tốt rồi tôi sẽ chỉ cho anh một cách anh cứ theo cách đó mà làm tôi cam đoan với anh rằng chẳng những đàn cừu của anh không bị làm phiền nữa mà anh còn có được một người bạn tốt vị quan tỏa sau khi nói ra cách của mình người chủ nông trường nghe xong vui vẻ nói cách ngài dạy rất đúng sau khi trở về nhà người chủ nông trường chọn ra ba con cừu nhỏ đáng yêu rồi mang sang nhà hàng xóm tặng cho ba cậu con trai của gia đình họ nhìn thấy những chú cừu ngoan ngoãn dễ thương ba đứa trẻ như được tặng báu vật mỗi ngày chúng đều chơi đùa với những chú cừu con ấy nhìn thấy các con vui đùa bên mấy con cừu nhỏ người thợ săn sợ lũ chó sẽ làm tổn hại đến chúng nên đã lặng lẽ sắp xếp chỗ cho lũ chó trong nhà kho cũng quản lý chặt hơn việc thả chúng ra ngoài từ đó về sau đàn cừu của ông chủ nông trường không còn bị những con chó săn tấn công làm tổn thương nữa vì để báo đáp lại lòng tốt của ông chủ nông trường người thợ săn bắt đầu tặng cho gia đình họ những món ăn bằng thịt thú rừng Ông chủ nông trường cũng thường xuyên tặng cho người bạn láng giềng sữa và phô mát. Thời gian dần qua đi, hai người họ trở thành những người bạn tốt, chia ngọt sẻ bùi cùng nhau. Bởi vậy, muốn thuyết phục một người nào đó, biện pháp tốt nhất mà chúng ta nên làm là nhường nhịn, suy nghĩ cho họ trước, khiến cho họ cũng có thể từ đó mà được lợi ích. Nếu trong mâu thuẫn mà chỉ suy nghĩ biện pháp để bảo vệ được lợi ích của bản thân, không biết xử sự, sự, thì chúng ta sẽ không được gì cả, thậm chí còn mất đi nhiều hơn mọi người ai ai cũng mong muốn mình có một cuộc sống vui vẻ và tốt đẹp không ai thích bị người khác công kích tranh giành tới lui mỗi ngày đều trải qua trong uất ức và chán ghét nếu chúng ta có thể đem những sự tình không hay biến thành những điều tốt đẹp thì mỗi ngày đều là một ngày vui vẻ rất nhiều khi trong mâu thuẫn chỉ cần chúng ta thay đổi một chút ý niệm nhường nhịn một chút biết xử sự, sự là có thể thay đổi được hoàn cảnh khó khăn hiện tại khi đối mặt với mâu thuẫn mà có thể dùng thiện ý làm điểm xuất phát thì sự tình sẽ có kết quả khác cổ nhân giảng lùi một bước biển rộng trời cao buông bỏ lợi ích của bản thân nghĩ cho người khác trước là một loại trí tuệ lùi một bước không chỉ biển rộng trời cao mà còn có thể biến chiến tranh thành tơ lụa tất nhiên việc này không phải ai cũng dễ dàng làm được nó đòi hỏi một người không ngừng tu dưỡng bản thân trở thành người lương thiện nhân hậu không quá đặt nặng danh lợi của bản thân một người khi đã có thể vì người khác, đặt lợi ích của người khác lên trên lợi ích của mình thì người ấy đã đạt đến một cảnh giới cao thượng rồi. Câu chuyện thứ 11, lười biếng là cách nhanh nhất khiến con người hủy hoại cuộc đời mình. Thoải mái và an nhàn quá mức sẽ khiến cuộc sống của con người như ếch ngồi đáy giếng, nó sẽ khiến bạn sa đà vào sự lười biếng của mình và cuối cùng khiến bạn thua cuộc. Việc thích sự ổn định và an nhàn một cách mù quáng thường khiến con người ta mất đi tinh thần vươn lên và ý chí tiến thủ cuộc sống từ đó cũng dần trở nên tầm thường. Có một câu chuyện như thế này, một ông thầy dẫn đám học trò của mình về thăm một gia đình nghèo khó ở nông thôn. Một gia đình có 8 người, những thành viên trong gia đình sắc mặt ai nấy cũng vàng vọt xanh sao. Họ sống trong túp lều tranh ruột nát, ăn những món ăn rẻ tiền nhất. Tài sản của cả gia đình chỉ có một con bò sữa, họ dựa vào tiền bán sữa bò để duy trì cuộc sống ngày qua ngày. Trước đó, có rất nhiều người có lòng hảo tâm, thấy hoàn cảnh gia đình đó khó khăn nên đã giúp đỡ và quyên góp tiền ủng hộ họ đôi chút giới thiệu cho họ công ăn việc làm nhưng đều không có tác dụng gia cảnh không thể khấm khá hơn thấy vậy trước khi rời khỏi vùng nông thôn ông thầy bèn nghĩ ra một cách một đêm ông thầy bí mật mang thả con bò rồi lặng lẽ rời đi cùng đám học trò đám học trò sau đó đã hỏi lý do rằng tại sao lại làm như vậy nhưng ông khi đó không đưa ra lời giải thích nào sau một năm ông cùng đám học trò quay lại vùng nông thôn phát hiện gia đình nghèo đó đã xây một ngôi nhà mới mọi người quần áo ăn mặc chỉnh tề hơn diện mạo tinh thần của các thành viên trong gia đình cũng tốt hơn rất nhiều đám học trò đều rất tò mò rằng sau khi học rời đi chuyện gì đã xảy ra với gia đình đó hóa ra sau khi thả bỏ đi những thành viên trong gia đình họ rất khó chấp nhận sự thật bởi vì con bò là nguồn thu nhập chính trong gia đình bởi không có tiền nên họ đã bị bỏ đói rất nhiều ngày Cuối cùng, từng thành viên trong gia đình đều phát bắt tay vào làm việc, chăm chỉ kiếm tiền để tự nuôi sống gia đình và bản thân. Họ dùng mảnh đất mới sau nhà để trồng rau, chăn nuôi. Họ đã tạo dựng được nguồn thu nhập mới và mọi thứ dần dần khá lên. Cảm ngộ, đối với gia đình đó, những con bò sữa mà họ nâng niu chăm sóc, thực sự là chiếc dây trói buộc họ vào cái nghèo. Họ tự hạn cuộc bản thân trong vùng an toàn, họ trở nên lười biếng và không thể cố gắng vươn lên từ đó khiến họ thoải mái và duy trì trong cảnh nghèo đói mãi cho đến khi mất bò họ mới buộc phải thay đổi thoát khỏi cây gông giới hạn họ và từ đó họ đã có thể xoay chuyển vận mệnh trong cuộc sống hiện thực rất nhiều người cũng chìm đắm trong vùng an toàn do những con bò của mình mang lại sống trong tình trạng không biết gì và cuối cùng chẳng đạt được gì thực ra cuộc sống cũng giống như đang trèo thuyền ngược dòng nếu bạn không tiến lên thì ắt sẽ thụt lùi trong thế giới của những người tài giỏi và xuất chúng bạn phải không ngừng nâng cao giá trị của chính mình. Những người có chút kiến thức thông thường trong cuộc sống đều biết rằng, có rất nhiều thứ nếu lâu ngày không dùng đến, hoặc đặt nó ở trạng thái nhàn rỗi quá lâu sẽ không dùng được nữa. Con người cũng tương tự như vậy. Con người không thể quá nhàn hạ, thời gian lâu dài sẽ khiến con người ta quen với sự lười nhác, chỉ muốn hưởng thụ sự thoải mái trước mắt mà không muốn động tay động chân vào làm việc, càng không còn theo đuổi tiền đồ rộng lớn hơn. Nhàn hạ quá lâu dần dần con người sẽ đánh mất đi tự tin và sự dũng cảm. Chúng ta sẽ vô cùng sợ hãi và hoang mang về tương lai, đồng thời không tìm thấy mục tiêu để phấn đấu, cuối cùng sẽ lãng phí cuộc đời và thời gian quý báu của mình. Mỗi chúng ta cần phải biết rằng, đời người không được tính là dài, bây giờ chúng ta quá nhàn hạ, đợi ta trong tương lai sẽ là sự khổ khổ và nghèo đói. Đi trên đường đời, nếu không tiến bạn ắt sẽ bị đánh tụt lại phía sau. Đừng để sự nhàn rỗi ăn mòn cuộc sống và cản trở con đường phía trước của chính mình. Homer Voland từng nói trong cuộc sống, gánh nặng nặng nề nhất không phải công việc mà là sự vô vị, nhạt nhẽo. Trong thái căn đàm cũng từng nói, cuộc đời quá nhàn hạ sẽ sinh ra những tạp niệm không nên có. Thực tế chính là như vậy, con người không nên quá nhàn hạ, quá nhàn rỗi, không có việc gì làm sẽ dễ sinh ra những suy nghĩ bất thiện, không nên có đó cũng chính là đạo lý của cái gọi là nhàn cư vi bất thiện. Người xưa từng nói, thời trẻ vất vả, tuổi trung niên chưa được an nhàn, về già sẽ không gặp phải nghịch cảnh chớ trêu. Nhàn dỗi là hạnh phúc, nhưng quá nhàn dỗi lại là tai họa. Vì thế đừng để bản thân nhàn hạ, hãy bận rộn với những điều ý nghĩa để cuộc sống trở nên tốt đẹp và viên mãn hơn. Câu chuyện thứ 12, sự thật luôn mất lòng, còn dối trá bao giờ cũng kiểu diễm. Chuyện kể rằng, một ngày nọ sự thật và dối trá tình cờ gặp nhau. Dối trá dịu dàng nói, hôm nay trời thật là đẹp, cảnh vật hữu tình, gặp chị ở đây quả là có duyên. Em rất hân hạnh được kết giao với chị. Sự thật ngước nhìn lên bầu trời trong xanh với những đám mây trắng lặng lờ trôi bồng bềnh. Con đường dưới chân trải đầy nắng vàng lung linh, xung quanh cây lá tốt tươi, trăm hoa khoe sắc, bướm ong dập dờn, chim ca díu dít. Quả là một khung cảnh hữu tình. Họ thông thả bước đi, vừa đi vừa dốc bầu tâm sự thật đúng là ý hợp tâm đầu dối trá dẫn sự thật đến bên cạnh một cái hồ nước và nói hồ nước trong và mát quá trời nắng oi bức thế này chi bằng chị em ta nhảy xuống tắm một chút cho mát rồi hai ta lại tiếp tục du ngoạn sự thật tỏ vẻ e ngại nhưng vì nể bạn nên cũng thuận ý mà cởi bộ xiêm y nhảy xuống hồ dối trá lại nói em với chị thi tài xem ai lặn dưới nước được lâu hơn sự thật cùng đếm một hai ba rồi hít một hơi dài, lặn xuống. Dối trá chỉ chờ có thế, ả à ta không lặn xuống mà vội vàng leo lên bờ, cướp lấy y phục của sự thật và bỏ chạy. Sự thật vừa hay trông thế gọi với theo, này, muội muội, sao em lại nỡ, này, này. Nàng vừa gọi dối trá, vừa bước lên bờ, hớt hải chạy theo sau, nhưng dối trá đã cao chạy xa bay. Sự thật nhìn lại mới hay thân mình trơn trống, không một manh quần tấm áo che thân, trong khi đó mọi người bên đường vẫn đang xì xào bàn tán, chỉ trỏ, cười nhạo. Sự thật xấu hổ quá, bé lén bước lại bên hồ, rồi nhảy xuống dưới lặng mất tâm. Kể từ đó, không mấy ai còn ai nhìn thấy được sự thật nữa, chỉ thấy dối trá ung dung hiện diện, tự tung tự tác, mọi lúc, mọi nơi. Người đời tán dương nó, ca ngợi nó, say mê nó, chỉ vì vẻ bề ngoài hào nhoáng, đẹp đẽ mà nó đã ăn cắp được từ sự thật. Mới hay sự thật dẫu tốt đẹp đến đâu thì vẫn luôn trần trụi. Dối trá tuy xấu xa nhưng lại vô cùng ngọt ngào và quyến rũ, nên người đời dễ bị lừa qua mắt, bảo nhảy xuống hồ sâu cũng không từ. Cho tới khi nào loài người còn say mê trước vẻ đẹp kiều diễm của dối trá, thì sự thật sẽ không được chấp nhận, cũng không thể hiện diện được nữa rồi. Câu chuyện thứ 13, lương thiện với người khác là vun đắp hạnh phúc cho chính mình. Sa mạc Sahara còn còn d -E gọi là biển chết. Số phận của những người tới đây là một đi không bao giờ trở lại. Mãi cho đến năm 1814, một nhóm nghiên cứu khảo cổ học đã phá vỡ được lời nguyền của thần chết. Khi đó, trong sa mạc có thể thấy rất nhiều xương cốt của người chết. Đội trưởng trong nhóm thường nói mọi người trong đoàn dừng lại sau đó lựa chọn một vùng cát cao để chôn xương cốt những người đã chết, thậm chí còn dùng các cành cây hay đá dựng cho họ một tấm bia mộ đơn giản. Xương cốt trong sa mạc thực sự rất nhiều công việc chôn cất chiếm dụng rất nhiều thời gian của mọi người trong đoàn khảo cổ một người trong đoàn khảo cổ phàn nàn chúng ta đến sa mạc để tìm khảo vật không phải tới để tìm xác chết nhưng đội trưởng trong nhóm vẫn kiên định nói mỗi một bộ xương cốt đều là những người đồng nghiệp của chúng ta làm sao chúng ta nỡ để xác của họ như vậy khoảng một tuần sau trong sa mạc đoàn khảo cổ đã tìm được thấy rất nhiều di tích người tối cổ và các văn vật đủ để gây chấn động thế giới khi họ chuẩn bị rời đi bỗng nhiên có một cơn bão cát xảy ra trong vài ngày không dừng cơn bão đã khiến kim chỉ nam bị hỏng đoàn khảo cổ bị mất phương hướng thực phẩm và nước uống cũng bắt đầu cạn kiệt cho đến lúc này họ đã biết lý do vì sao trước đây có rất nhiều người không thể thoát ra khỏi sa mạc trong khoảng thời gian khó khăn nguy hiểm này đội trưởng nói không nên tuyệt vọng trên đường chúng ta tới đây đều có để lại những dấu vết dẫn đường sau đó họ đi theo những đoạn bia mộ đã dựng và chôn cất lúc trước cuối cùng đã thoát ra khỏi sa mạc chết khi nhận được phỏng vấn đội trưởng đoàn khảo cổ đã nói thiện lương chính là con đường phía sau của chúng ta trong sa mạc sự thiện lương chính là con đường lưu lại phía sau khiến chúng tôi có thể tìm được đường quay trở về trong đường đời sự thiện lương cũng như chiếc kim chỉ nam dẫn đường cho tâm hồn khiến chúng ta mãi mãi không bị mất đi phương hướng người đội trưởng tiếp tục cho dù là bạn làm tổn thương ai lâu dài mà nói thì chính là bạn đang làm tổn thương chính mình có thể hiện giờ bạn không cảm nhận được nhưng chắc chắn bạn sẽ phải nhận lại những việc xấu đã làm còn làm việc tốt như việc đoàn khảo cổ đã để lại dấu vết của những bia mộ kia chẳng phải là đã tự cứu chính mình hay sao hỏi nếu như không có những bia mộ giúp đánh dấu các bộ hải cốt trên sa mạc như họ đã bỏ thời gian và công sức như vậy thì liệu giờ đây họ có thoát nổi trận vùi lấp của bão cát có một người nông dân trồng ngô hàng năm ông đều thu hoạch được rất nhiều ngô ông cho rằng hạt giống của ông rất tốt nên đã chia sẻ cho những người nông dân khác có người hỏi ông tại sao tốt bụng hào phóng như vậy ông nói tôi đối xử tốt với người khác thực ra cũng chính là đối xử tốt với chính bản thân mình gió thổi phấn hoa sẽ bay khắp nơi nếu hàng xóm gieo trồng hạt giống kém chất lượng thì trong quá trình thụ phấn sẽ ảnh hưởng đến chất lượng ngô của tôi vì thế tôi rất vui khi được cùng các bạn nông dân của mình gieo trồng cùng một loại hạt giống chất lượng cao lời nói của ông có vẻ đơn giản nhưng đầy tính triết lý thường là những gì bạn làm cho người khác cũng chính là làm cho bạn vì vậy những gì bạn hy vọng muốn có được trước hết bạn phải để người khác có được nó nếu bạn muốn được yêu thương bạn phải biết yêu thương người khác trước bạn hy vọng nhận được sự quan tâm của người khác vậy bạn hãy quan tâm người khác trước bạn muốn người khác đối xử tốt với bạn bạn cần đối xử tốt với người khác trước nếu bạn muốn kết giao được với những người bạn thật lòng trước hết bạn cần phải thật lòng đối đãi với bạn bè sau đó bạn sẽ phát hiện bạn bè cũng bắt đầu đối xử tốt với bạn. Nếu bạn muốn có được hạnh phúc, bạn cần mang đến niềm vui cho người khác. Không lâu sau bạn sẽ phát hiện bản thân cùng dần dần càng trở nên vui vẻ hạnh phúc hơn. Tất cả những điều bạn làm cho người khác cũng chính là làm cho bạn. Đây luôn là những lời dạy vĩ đại nhất. Cho dù bạn làm việc gì cho người khác thì người nhận được không phải là họ mà chính là bản thân bạn. Câu chuyện thứ 14, khi mọi thứ xảy ra không như ý muốn, xin hãy nhớ tới câu này trong cuộc đời của mỗi con người, tránh khỏi những đau khổ là điều không thể. Thế nhưng mỗi khi gặp khó khăn, con người ta thường đổ lỗi cho trời đất và xem mọi thứ thật bất công. Những lúc như vậy, con người ta thường hao tâm tổn sức đi tìm một con đường không có đau khổ hoặc ít đau khổ hơn. Nhưng sự thực là, bạn không cần phải làm vậy. Có một câu chuyện như sau. Nhân tiết thu trời mát mẻ, gió thổi dịu dịu, có hai thiên thần, một già, một trẻ quyết định đi xuống hạ giới ngao du một chuyến đi cả một ngày dài cả hai đã được chứng kiến và tiếp xúc với rất nhiều điều tới đêm khi đi ngang qua một ngôi làng thấy một ngôi nhà còn sáng đèn hai thiên thần liền bước tới gõ cửa ngỏ ý muốn xin nghỉ lại bước ra mở cửa là một người đàn ông giàu có ăn mặc sang trọng dáng vẻ bệ vệ nhưng khuôn mặt cau có sau khi nhìn hai thiên thần từ đầu đến chân một hồi người đàn ông này dù trong lòng không vừa ý nhưng vẫn miễn cưỡng cho họ ngủ lại một đêm tuy nhiên thay vì cho hai thiên thần ngủ ở phòng khách gia đình nhà giàu này lại dẫn họ xuống tầng hầm nơi có một căn phòng bụi bặm bám đầy mạng nhện và lạnh lẽo vì đã đi cả ngày trời nên hai thiên thần cũng không bận tâm lắm tới điều đó cả hai đặt lưng xuống và đánh ngay một giấc tới gần sáng vị thiên thần trẻ bỗng giật mình thức giấc vì tiếng động lạ sau khi đưa mắt nhìn một hồi thiên thần trẻ phát hiện ra thiên thần già đang bận bịu bịt lại một lỗ hổng trên bức tường của tầng hầm thấy làm lạ thiên thần trẻ liền hỏi tại sao ngài lại làm như vậy. Được một lúc thì người đàn ông giàu có xuất hiện, gã chỉ đơn giản xuống mở tầng hầm để tiến hai vị khách tối qua đi. Theo phép lịch sử, đáng ra người đàn ông giàu có phải mời họ một bữa sáng với sữa nóng và một chiếc bánh mì nướng. Tuy nhiên, nhìn bộ dạng nhếch nhác của hai người, gã nhà giàu cảm thấy hơi khó chịu. Thế là, thay vì mời họ một bữa, gã chỉ đơn giản chào buổi sáng và dẫn luôn hai người ra cổng hai thiên thần cảm ơn gã nhà giàu rồi vội vã rời đi tiếp tục chuyến hành trình của mình cũng giống như hôm trước cả hai đi thăm thú khắp nơi xem con người sinh sống và sinh hoạt ra sao đến đêm họ dừng chân trước một ngôi nhà siêu vẹo gõ cửa xin ngủ nhờ bước ra tiếp họ là một người nông dân nghèo nhưng mến khách người đàn ông này mở một nụ cười và đón họ vào nhà sau khi hàn huyên một lát vợ người nông dân mang ra một ít cơm rau luộc và một bình sữa nóng mời hai thiên thần dùng tạm để lót dạ hai thiên thần vui mừng cảm ơn và đánh chén sạch sẽ sau khi ăn xong hai vợ chồng người nông dân liền dẫn họ vào trong nhà và nhường cho hai thiên thần chiếc giường duy nhất để họ nghỉ ngơi trên đó sáng hôm sau khi thức dậy thiên thần trẻ thấy vợ chồng người nông dân đang khóc ngoài sân con bò sữa nguồn thu nhập duy nhất của họ đã bị ai đó đâm chết tại sao ông có thể để điều này xảy ra thiên thần trẻ tức giận hỏi một cách đau xót chủ nhà đầu tiên giàu có thì ông lại giúp đỡ trong khi gia đình này rất nghèo khó và sẵn sàng chia sẻ mọi thứ mình có thì ông lại để cho con bò của họ chết lặng thinh không nói gì một lúc sau thiên thần giả mới từ tốn đáp mọi thứ không luôn giống như con nghĩ hít một hơi dài thiên thần giả nói thêm khi chúng ta ở trong tầng hầm của tòa lâu đài ta để ý thấy có một kho vàng được giấu trong cái lỗ trên tường nhưng vì tên chủ nhà quá tham lam và ích kỷ ta đã bịt kín cái lỗ lại khiến hắn không thể tìm ra kho báu. Còn đêm qua, khi chúng ta ngủ trong nhà người nông dân, thần chết đã đến đây và định lấy đi mạng sống của người vợ. Ta đã xin thần chết lấy mạng sống của con bò thay cho mạng sống của bà ấy. Sự thực là, mọi thứ không phải lúc nào cũng luôn giống như con nghĩ. Nằm mơ thấy thiên thần có ý nghĩa gì? Đánh con gì? Mọi người thường cảm thấy chán nản, buồn bã khi mọi việc không diễn ra như ý. Nhưng nếu có niềm tin, bạn hãy tin rằng hẳn ông trời đã có an bài khác cho bạn, nhưng nếu không nghĩ được như vậy, xin bạn hãy nhớ tới câu này, đó là một câu tiếng Latin, Amor fati, có nghĩa là hãy yêu lấy vận mệnh của bạn. Mong bạn hiểu rằng, câu nói đó hoàn toàn không có ý bảo bạn hãy buông xuôi, chấp nhận nghịch cảnh như là số phận của mình, mà hãy thừa nhận rằng, mọi chuyện xảy ra là do mình, đến lúc đó, bạn mới có đủ sức mạnh để chống chọi với nghịch cảnh. Bởi, nếu nghĩ là lỗi tại người khác, thì dù tuyết rơi trên ô tô cũng thấy nặng còn nếu coi là phận của mình, thì dù trên lưng vác vạc đồng cũng thấy nhẹ, đón nhận gánh nặng cuộc đời mình như nó vốn có. Đó chính là thời điểm mà chúng ta sẽ trưởng thành. Chỉ vì bạn lo lắng, không có nghĩa là bạn đang gặp nguy hiểm. Chỉ vì bạn cảm thấy mình đang cô đơn, không có nghĩa là chẳng ai yêu thương bạn. Chỉ vì bạn nghĩ rằng bạn có thể thất bại, không có nghĩa là điều đó sẽ xảy ra. Vậy nên, hãy luôn lạc quan lên bạn nhé. Câu chuyện thứ 15, quan dung là tốt nhưng khoan dung không đúng chỗ lại là dung túng cho cái ác không thể phủ nhận rằng khoan dung là một đức tính tốt đẹp của nhân loại nhưng nếu không lý trí đặt đúng người đúng chỗ thì sự khoan dung ấy có thể sẽ trở thành hành vi tiếp tay cho cái ác hại người câu chuyện nhà sư và con hổ trong quyển cổ thư trung quốc từ bất ngữ của tác giả viên mai được viết vào triều đại nhà thanh có kể lại câu chuyện về một nhà sư và một con hổ đại ý như sau có nhà sư nọ độc tu tại một ngôi chùa nhỏ ngày nọ ông vào rừng thì phát hiện một con hổ con đang bị thương nặng ông bèn mang nó về chùa băng bó vết thương và tìm thảo dược chữa trị sau nhiều ngày con hổ con khỏe lại nó dần quen với nhà sư nên lúc nào cũng quanh quẩn bên ông nhà sư cũng sinh tâm mến con vật nên quyết định giữ nó lại chùa để nuôi dưỡng người dân gần đó rất sợ đều khuyên nhà sư nên nhân lúc con hổ vẫn chưa trưởng thành mà mang nó trả về rừng núi nhưng nhà sư không cho thế là phải nói rằng tôi đã cứu mạng nó và nuôi dưỡng nó là nó sẽ không bao giờ quên điều đó. Sau một thời gian dài, con hổ đã trưởng thành, thỉnh thoảng đi lại trong chùa mà gầm gừ rất dễ sợ, có lúc nó nhìn nhà sư chằm chằm khiến ông cũng kinh hãi, nhưng hễ nhà sư quát mắng thì con hổ hơi có vẻ e dè, nó ngần ngừ một lúc rồi cũng chịu nằm xuống, có điều càng ngày con vật này càng khó bảo hơn. Đến một ngày nọ, con hổ bất ngờ trừng mắt nhìn nhà sư, nhà sư quát mắng thế nào nó cũng không sợ nhà sư toan chạy ra cửa thì không kịp nữa con giá thú đã nhào đến xé xác và ăn thịt ông con hổ sau nhiều lần cố gắng nhẫn chịu cuối cùng thú tính cũng đã bộc phát con người có thể yêu thương và chăm sóc cho động vật nhưng cần hiểu rằng người và động vật tuyệt đối không phải là đồng loại giá thú không có tiêu chuẩn về đạo đức và tâm tính như con người mặc dù chúng cũng có thể có một số tình cảm nhất định nhưng điều đó không thể che đi bản năng của chúng bất kể con người cảm thấy mình đã chăm lo và thân thiết với động vật ra sao thì cũng không thể đảm bảo rằng ngày kia thú tính của chúng không trỗi dậy giống như con hổ trong câu chuyện kia khi bản năng nổi lên thì càng ngày càng không thể kiềm chế được mặc dù nó cũng biết rằng nhà sư là ân nhân của nó nên đã cố gắng nghe lời ông nhưng rốt cuộc hổ dữ vẫn là hổ dữ giá tính thích cắn xé và ăn thịt sống của nó không thể cảm hóa được câu chuyện ếch và bọ cạp có con bọ cạp muốn qua sông nhưng không biết bơi liền nhờ một con ếch gần đó chở nó qua. Con ếch nói, ta không chở đâu, vì ai cũng biết ngươi là loài độc, nếu ra giữa sông ngươi chích vào lưng ta một phát thì sao? Con bọ cạp đáp, ta dạy gì mà làm vậy? Nếu làm ngươi đau thì ngươi lặn xuống cho ta chết đuối sao? Con ếch nghe có lý, bèn chở con bọ cạp qua sông. Ra tới giữa sông, con bọ cạp bất ngờ chích mạnh vào lưng con ếch một phát. Con ếch giật mình, cảm thấy đau đớn và choáng váng, liền lặn xuống nước làm con bọ cạp cũng chìm nghỉm. Còn ếch bị trúng độc nặng, lúc ngắc ngư sắp chết, thấy con bọ cạp đang dãy rụa trong nước, nó liền oán hận hỏi, ngươi thừa biết nếu trích ta thì cả hai sẽ cùng chết, tại sao ngươi vẫn làm vậy? Con bọ cạp vùng vẫy đáp, ta cũng đã cố gắng không làm vậy, nhưng ta không thể không làm, vì trích kẻ khác là bản năng của ta. Bọ cạp, bản thân nó mang toàn chất độc, đó là bản chất không thể nào thay đổi. Những kẻ được gọi là người xấu cũng giống như con bọ cạp đó vậy họ cứ phóng túng cho bản thân làm những việc xấu nhỏ nhặt quen tay rồi thì làm những chuyện xấu to hơn cứ như vậy đến khi chợt nhận ra bản thân là người xấu thì họ đã không có cách quay đầu nữa không phải vì người ngoài không cho họ cơ hội sửa sai mà là vì những chuyện xấu kia đã trở thành bản năng của họ mất rồi dù cho ngay cả khi biết rõ hại người cũng là hại chính mình họ cũng không thể cưỡng lại được nữa những người như vậy rất đáng thương nhưng cũng không thể tha thứ được cả hai câu chuyện trên đều có chung một ý nghĩa đó chính là không phải lúc nào khoan dung cũng có thể cảm hóa được kẻ ác đương nhiên đối với người đã thật tâm hối cải thì nên mở cho họ một cơ hội để làm lại từ đầu nhưng không phải ai cũng có khả năng hối cải giống như nhà sư và con ếch đã khoan dung cho con hổ và con bọ cạp kia họ đã phải trả giá bằng chính sinh mệnh của mình khoan dung với tà ác không phải là nhân từ mà chính là trợ giúp chúng hại nhiều người lương thiện hơn nữa câu chuyện thứ 16 trí huệ cổ nhân, nhẫn nhục chịu đựng, người tiểu thiếp bạc mệnh gặp quý nhân. Người tiểu thiếp cuối cùng cũng lĩnh ngộ được rằng cái gọi là kiên băng phán xuân trong quái từ có ý là âm khứ dương hồi, đông khứ xuân lai, khổ tận cam lai. Vào thời nhà Thanh, có một võ quan ở Lưu Châu, người ta đã quên mất danh tính thật của chàng, nhưng vì chàng yêu thích quàng chiếc khăn màu đỏ thấm, dáng hồng, nên người ta gọi chàng là dáng trách sinh. Người này không chỉ thông minh, mà còn hiệp nghĩa, khi gặp chuyện bất bình nếu cần sẽ không tiếc thân vào một ngày hè nọ chàng có việc cần đến lục an vội vàng lên đường từ sáng sớm cho đến khi ánh trăng bao phủ đại địa chàng đã lạc mất phương hướng cũng không tìm được nơi chú túc đành cưỡi ngựa tiếp tục tiến về phía trước đột nhiên tứ phương mây đen kéo đến bạo vũ nổi lên chàng nhìn thấy một số hốc đá nông hiếm hoi ở bên đường bèn buộc ngựa vào thân cây nép thân vào hốc đá trú mưa một lúc sau mưa tạnh xung quanh bốn bể tối mịt lúc này chàng nghe thấy âm thanh sột soạt phát ra từ hốc đá đối diện sau đó thấy một người ló đầu ra với mái tóc xóa, tấm lưng thon người đó một tay cầm cái bát hứng nước mưa rồi uống nước mưa từ trên mái hang đột nhiên có một tia chớp lóe lên sau đó chàng nhìn thấy đối phương hình như là một người phụ nữ dáng trách sinh luôn táo bạo chàng ta lặng lẽ rút kiếm nhón chân đến gần muốn tìm hiểu đối phương đột nhiên nhìn thấy có người liền vội vàng lùi lại để tránh dáng trách sinh giơ tay túm chặt tóc cô gái lớn tiếng quát cô là người hay là quỷ nói nhanh để không làm bẩn kiếm của ta đối phương hồn siêu phách lạc phát ra tiếng là người dáng trách sinh lại hỏi là người vì sao lại trốn ở một nơi thế này nữ tử xấu hổ không nói lên lời khuôn mặt tràn đầy sự hổ thẹn dưới sự truy vấn không dừng của dáng trách sinh người phụ nữ đã tiết lộ thân thế của mình Tôi quê gốc ở Trừ Châu, mẹ mất chính vào khi sinh hạ tôi, còn cha tôi là một người mù, rất giỏi bói toán đoán mệnh, thu tàng được một số thư tịch về bốc quẻ toán mệnh. Hai năm trước, có một nam tử có gia thế nhờ người đến tận cửa mai mối, muốn cưới về làm thiếp. Người này khi đi qua Trừ Châu để tham gia khảo thí khoa cử tại Kim Lăng, đã gặp tôi ở gần nhà tôi. Cha tôi không tán đồng hôn sự này, ông thường nghe người ta khen tôi xinh đẹp, hy vọng tôi lấy được một người tử tế, không phải làm vợ lẽ của người ta. Tôi từ bé đến lớn đã xem bộ sách của cha tôi và học được một số mệnh lý, tự biết mình bạc mệnh, nên đã cầu xin cha đồng ý hôn sự này. Tôi nghĩ dù là vợ lẽ, đối phương vẫn là nhà có gia thế, người cầu hôn đã dùng nhiều tiền bạc để hiếu kính cha tôi, để hôn sự của chúng tôi thành công. Sau khi khảo thí xong, phụ quân đưa tôi hồi quy. Vợ cả thấy tôi sắc mặt thật khó coi, chỉ sau chưa đầy một năm liền không cho phép tôi ở gần chồng, coi tôi như nô tỳ trong gia đình, đầu đầu cũng lăng nhục tôi. Mới cách đây ba ngày, vợ cả nhờ tôi trải đầu giúp, tôi chỉ hơi dùng lực một chút, vợ cả mắng chửi tôi, nói tôi có tâm mưu hại bà, còn dùng gậy phang không ngừng vào thân tôi. Phu quân lúc đó ở bên chỉ thở dài, nhưng không thể làm gì được. Lúc đó tôi muốn tự tấn, nhưng không cam tâm. Sau sự việc, tôi dùng tiền xu để chiêm một quẻ, chiêm được độn chi cấu, quái từ thuyết là kiên băng phán xuân mạch lộ phùng thân, noãn hoàn thạch toái, thế cựu canh tân. Tôi đã xem đi xem lại quái từ này, cảm thấy cuộc đời của mình vẫn còn sinh cơ, chứ chưa đến lúc cùng đường tuyệt lộ, do đó liền quyết định nhẫn nại khoan dung, đợi chờ thời cơ. Sáng hôm sau, tức là ngày hôm kia, trong lúc trang điểm cho vợ cả, tôi sơ ý làm rớt chiếc châm ngọc khỏi tay, rơi xuống đất. Bà ấy nổi cơn thịnh nộ, đổ cho tôi cố tình làm gãy chiếc châm ngọc, khiến bà ấy gặp xui xẻo bởi vì chiếc châm ngọc này là vật hồi môn của cha mẹ bà ấy nó không chỉ rất quý giá mà còn có quan hệ đến vận mệnh một đời của bà ấy bà ấy tức giận trùng trùng chụp lấy tóc kéo tôi xuống bắt tôi quỳ trên nền đất thô tháo bắt tôi lột hết quần áo và dùng roi quất tới tấp vào người tôi đánh xong bà ấy lại giống lên buộc tôi nội trong một ngày phải hoàn lại cho bà ấy chiếc châm ngọc giống hệt như vậy nếu không làm được thì đừng nghĩ đến sống sót tôi không xu dính túi làm sao tôi có thể mua được vì sợ hãi tột độ, liền lẻn ra ngoài và trốn trong hẻm đá này. Giáng trách sinh cho rằng cô gái sẽ không thể sống được vài ngày một mình ở nơi hoang dã này, nên đã thuyết phục cô gái quay trở lại, nhưng cô gái thà chịu chết, nhất quyết không đi, và đưa tay ra cho chàng xem. Những vết sẹo cũ và mấy chi chít trên cánh tay thật sự khiến người ta nhẫn không nổi. Giáng trách sinh bỗng chốc tràn nghĩa phẫn, nguyện nhận cô gái làm em gái của mình. Chàng nghĩ đến một đối sách giải cứu, thương lượng với cô gái, bảo cô gái tạm ẩn thân tại hốc đá vào lúc bình minh giáng trách sinh phi nước đại đến nhà cô gái để bái kiến sau khi gia nhân thông báo hai vợ chồng họ cùng ra đón khách xin chào hai vị ta đột nhiên quấy nhiễu ngu đệ phụng mệnh cha đến thăm em gái nghe giới thiệu xong bà vợ cả ngạo mạn nhìn chàng nói em gái ngươi đi rồi trong nhà chúng ta cũng không có thân thích bần cùng như các người giáng trách sinh đại nộ thuận thế vung kiếm chém gãy đôi một cây liễu lớn trước sân tay chỉ vào đối phương quát lớn kẻ nào cả gan không cho ta gặp em gái ta ta sẽ đối phó hắn như thế này lúc này một nhóm những người hàng xóm đã vây quanh họ những người hàng xóm vô cùng phẫn nộ hành vi ngược đãi tàn nhẫn thường ngày của người vợ cả đối với tiểu thiếp vừa nghe tin đại ca của người tiểu thiếp đến bọn họ đều vây quanh xem náo nhiệt mọi người từng lời từng tiếng mắng nhiếc những hành động ác độc của vợ cả giáng trách sinh nghe hàng xóm nghị luận càng thêm tức giận nói nếu ta không gặp được em gái ta trước hết phá nhà của các người sau đó ta lôi các người lên gặp quan nói xong liền đả một trượng lên bức tường dày tạo thành một lỗ thủng lớn trên tường hai vợ chồng thấy vậy thập phần sợ hãi quỳ xuống thỉnh cầu hàng xóm giúp họ can ngăn người khách lập tức sai người đi tìm tiểu thiếp những người hàng xóm cũng đi theo tìm kiếm mọi người có thể dễ dàng tìm thấy cô vợ lẽ trong hốc đá nhưng lúc này vẫn thập phần sợ hãi, đến mức không dám quay lại. Người hàng xóm nói với cô, anh trai của cô đến rồi. Cô có một đại ca đại thần lực mà cô còn sợ hãi người đàn bà đó sao? Cô gái giả trang hỏi, anh trai tôi thật sự có ở đây ư? Người hàng xóm nói, ai thèm nói dối cô, người đàn bà tội nghiệp này. Khi anh trai cô đến, tìm không thấy cô đâu. Anh ta dùng một thanh kiếm chặt đôi cây dương liễu to và đà một trượng xuyên thùng bức tường dày. Ai còn lại dám bắt nạt cô? dưới sự thuyết phục của mọi người người tiểu thiếp trở về nhà và nhìn thấy dáng tráng sinh vợ coi như người thân vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ bật khóc nức nở không ai trong số những người có mặt nghi ngờ họ không là anh em những người hàng xóm nhiệt tình đến an ủi họ hai vợ chồng kia vội dặn gia nhân chuẩn bị một bữa tiệc thịnh soạn và nhận họ hàng hai bên trong bàn tiệc bà vợ cả coi gió bẻ đà hạ thấp thân phận ân cần tiếp đãi vị khách không mời họ mời dáng tráng sinh lưu lại đó ba ngày luôn tương đãi như khách quý. Vào ngày giáng Tráng Sinh cáo biệt, hai vợ chồng họ đã chuẩn bị bữa tiệc rượu, còn tặng chàng hậu lễ. Trước mặt mọi người, giáng Tráng Sinh nói với họ, tôi lên đường nhập ngũ năm 15 tuổi, còn em gái tôi sống với người cha mù qua ngày. Tôi không ngờ đứa em gái vô tri của tôi lại bị lừa để trở thành vợ lẽ, từ ngày xuất giá chưa một lần được trở về thăm cha. Cách đây không lâu, tôi trở về nhà, cha tôi kể cho tôi về cuộc hôn nhân của em gái tôi và bảo tôi nhất định phải đến xem xem khi tôi đến đây tôi không bao giờ tưởng tượng rằng cô ấy tôi tàn đến vậy nói xong chàng dắt tay em gái vén tay áo lên để mọi người nhìn thấy tầng tầng những lớp sẹo trên cánh tay không kìm được nước mắt mà nói ai không có anh em thủ túc nhìn thấy thủ túc bị người tàn hại đến mức thế này ai có thể cam tâm từ ngày này ta sẽ ghi nhớ chuyện này từ xưa đến giờ hiện tại ta đang ở trước mặt những vị hàng xóm cao tay mà nói rõ từ nay về sau nếu hai vợ chồng này lại ăn hiếp em gái ta lại dám động vào dù chỉ một sợi tóc của em gái ta bổn nhân nhất định sẽ thanh toán món nợ cũ và mới lúc đó đừng trách ta là kẻ võ nhân lỗ mãng hai vợ chồng cúi đầu nhận tội bảo dáng tráng sinh mang thư về nhà thỉnh nhạc phụ đại nhân đừng lo lắng sau khi dáng tráng sinh rời đi gia đình quả nhiên tương an vô sự người tiểu thiếp không bao giờ bị người vợ cả bắt nạt nữa mỗi lần dáng tráng sinh thuận đường đi qua chàng lưu lại đó hai đêm như người thân vãng lai một năm sau bà cả chết vì mắc nghẹn, người tiểu thiếp được thăng lên làm nữ chủ nhân, hai vợ chồng thập phần hòa thuận. Người tiểu thiếp cuối cùng cũng lĩnh ngộ được rằng cái gọi là kiên băng phán xuân trong quái từ có ý là âm khứ dương hồi, đông khứ xuân lai, khổ tận cam lai, mạch lộ phùng thân là chỉ ngoại ý mà gặp được dáng tráng sinh, kết tình huynh muội, vì khốn cảnh của cô mà trượng nghĩa tương trợ, noãn hoàn thạch toái là người vợ cả như đá, tiểu thiếp như trứng, trứng tuy không thể chọi được với đá, Thế nhưng vận mệnh sớm đã có an bài, người vợ cả chết trước, còn tiểu thiếp đắc tồn. Thế cựu canh tân chính là chỉ người thân mới sẽ thay thế người cũ, ý tứ vô cùng minh hiển. Những sự việc được nói trong quái tử rõ ràng đã ứng nghiệm, quả là thần kỳ. Con người nếu có thể nhẫn nại chịu đựng, cuối cùng có thể vượt qua những quan nạn trong sinh mệnh, chuyển hóa nghiệp lực của tự thân, trong ma nạn càng vạn lần không được khinh ngôn phóng phí, tùy tiện từ bỏ hay liều mình làm dại. Câu chuyện thứ 17 một câu chuyện cổ ấn độ một người bị lạc lối trên sa mạc đói khát và kiệt sức một buổi chiều tối khi hầu như không còn hy vọng về sự sống ông buông tay chấp nhận bỏ mình trên sa mạc sau một cơn ngất lịm ông tỉnh dậy thấy mình vẫn còn sống và có lại một chút sức lực té ra ông may mắn được một người chăn dê mù lòa cứu sống ông tỏ lòng cảm kích trước ân nhân và theo người kia về bản trên đường ông hỏi chuyện ông ơi vì sao ông không thể nhìn thấy gì mà vẫn phát hiện ra tôi để cứu à tôi không nhìn thấy ông nhưng tôi một cái mũi rất thính tôi có thể đánh mùi trong gió và biết cái gì đang xảy xung quanh mình người đàn ông chợt nghĩ chà đúng là ở trong hoàn cảnh nào thì người ta cũng phát triển được những kỹ năng xuất chúng để vượt qua nó thật khi về tới bản làng của người chăn dê một cộng đồng nhỏ nằm biệt lập giữa sa mạc mà người đàn ông có thể nhìn ra bốn phía hút tầm mắt vẫn là sa mạc mà không có dấu hiệu gì của sự sống khác và một điều ngạc nhiên hơn nữa là tất cả mọi người trong bản đều mù lòa từ bé tới lớn từ trẻ tới già sau những giây phút ban đầu ngạc nhiên và ngưỡng mộ những kỹ năng tuyệt vời mà những người trong bản có được trong các hoạt động hàng ngày của mình thực hiện mọi thao tác đều dễ dàng như những người sáng mắt mà không có mấy khó khăn người lữ hành cũng bắt đầu nhận ra rằng những con người này dù sao cũng vẫn là những người mù có nhiều thứ rất nhiều thứ rồi hầu như mọi thứ trong nhận biết của họ so với hình ảnh thực tế thì quá là khác. Mặt trời đối với họ là những hơi ấm lên da, có lúc ấm áp dễ chịu, có lúc bỏng rát. Hoa cỏ đối với họ vốn đã hiếm mà cũng chỉ là những chất liệu mềm mềm trong tự nhiên, có cái ăn được, có cái không. Màu sắc thì hoàn toàn nằm ngoài vùng nhận thức, còn bao nhiêu là điều mà mỗi người cảm nhận mỗi kiểu, lắm lúc mâu thuẫn mà không thể giải quyết, làm cho người lữ hành không khỏi nghĩ về câu chuyện thầy bói xem voi người lữ hành quyết định ở lại để giúp đỡ những người trong bản làng này ông chỉ đơn giản nghĩ rằng với tư cách là người sáng mắt ông sẽ diễn giải cho mọi người biết thực chất mỗi sự vật xung quanh là gì và làm sao để vận dụng hết các công dụng của chúng nhưng sự việc không dễ dàng như người lữ hành nghĩ họ không hiểu những gì ông nói họ bắt đầu khó chịu với người khách này vì rõ ràng ông ta đang cố làm thay đổi những trật tự cũ những quan niệm cũ người tức giận nhất là thủ lĩnh trong bản vì lâu nay chỉ có ông mới có thể dạy bảo sai khiến người khác. Mặc dù người lữ hành giúp ích nhiều trong các hoạt động trong bản, người thủ lĩnh chỉ chờ cơ hội để đuổi ông ta đi. Một hôm, nhân có người vừa sinh em bé trong bản, người lữ hành chứng kiến một buổi lễ của cộng đồng để đón chào thành viên mới. Buổi lễ được tổ chức long trọng dưới một tán cây giả cỗi. Sau vài nghi thức, có người hái một quả từ cái cây giả cỗi kia, dâng cho người thủ lĩnh. Quả cây mọng nước, người thủ lĩnh vắt nước quả vào miệng em bé, mọi người vỗ tay gieo hò tán thưởng em bé được chính thức là một thành viên mới người lữ hành chưa từng thấy cái cây và quả này bao giờ vì nó được che chắn kỹ quá tò mò và với lợi thế của người sáng mắt duy nhất người lữ hành nán lại sau buổi lễ để hái trộn một quả ăn thử không ngờ sau một vài miếng đầu tiên vào miệng mắt người lữ hành mở dần rồi mù hẳn sau lúc choáng váng vì bất ngờ ông hiểu ra mọi chuyện và không kìm được cảm xúc ông la to tôi biết rồi mọi người ơi tôi biết rồi quả cây này gây mù lòa mọi người đừng cho em bé tiếp theo ăn nữa tất cả người dân trong bản tập hợp đến vừa tức giận vừa kinh hãi đây là một cái cây được xem như bảo bối lưu truyền của bản là linh hồn của bản đối với tất cả bọn họ nó là thiêng liêng và là điều bất khả xâm phạm huống hồ gì là nói một cái gì đó không được tốt đẹp về nó người thủ lĩnh ra lệnh bắt người đàn ông kia bây giờ cũng đã trở thành một người mù loà nên không còn lợi thế gì hơn nữa sau một hồi đánh đập họ đưa ông đến một hang núi đá tống vào đó và chặn cửa hang người đàn ông tuyệt vọng không biết làm sao cơ sự lại xảy đến với mình như thế vì ông chỉ muốn điều tốt cho họ sau một ngày nằm mệt ông bắt đầu lần mỏ trong hang xem có gì ăn được uống được ông lần sâu vào trong hang thấy không khí mát dần dường như có hơi nước mặc dù vẫn chưa có gì ăn nhưng hơi mát làm ông dễ chịu ông cứ lần theo hướng ấy bò mãi. Đến ngày hôm sau thì tay ông chạm phải cái gì như cỏ, theo bản năng ông ngắt vài lá cho vào miệng nhai thử. Lá cỏ có vị dễ chịu, ông ăn thêm. Rồi sau một lúc đột nhiên mắt ông như bắt lại được ánh sáng, lúc đầu tờ mờ sau rõ hẳn. Ông vui mừng khôn xiết, đây chính là thứ có thể giúp mọi người trong bản kia. Nhưng ông kịp chấn tĩnh để không vội vàng, ông biết điều gì sẽ xảy nếu ông chạy ngay về mách bảo. Chẳng những không ai nghe ông, mà ông có thể còn bị đánh đập thậm chí giết chết và loại cỏ quý này cũng có thể bị tiêu diệt hết nữa ông bình tĩnh tìm cách sau vài ngày không còn cách gì hơn ông quyết định sẽ bắt cóc những người trong bản từng người một để nhốt vào hang cho họ ăn thứ cỏ quý này vì ông là người sáng mắt duy nhất ở đây nên việc này không quá khó khăn bắt đầu từ người thủ lĩnh đến các thuộc hạ của ông rồi đến các trai trẻ trong bản khi những người có thế và lực đã sáng mắt cả ông mới mở miệng hang cho họ ra họ ngỡ ngàng nhìn xung quanh những thứ mà họ lần đầu nhìn thấy từng sự vật một họ nhận ra rằng người lữ hành đã không lừa dối cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quý giá của mình để lắng nghe video của chúng tôi kính chúc quý vị luôn bình an thành công trong cuộc sống còn bây giờ xin được kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo